Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 109. Người đàn ông gương mặt chữ quốc cười, ta tên là Lục Thanh Phong, tên từ vô cực tông của thiên giới đảo. Lâm Thiên Bá, ha ha ha, không phục thì bảo cha ngươi đến tìm ta. Thiên giới đảo, vô cực tông. Nghe thấy hai cái tên này, người đàn ông âm lãnh kia mặt cắt không còn giọt máu. Khiếp sợ cúi thấp đầu, không dám nói thêm câu nào. Các võ giả ở hiện trường, cũng khiếp sợ nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong không để ý tới ánh mắt của bọn họ, ông ta đã sớm quen với tất cả, đi tới trước mặt Diệp Bắc Minh, lời mời gia nhập vô cực tông trước đó vẫn còn có hiệu lực. Nếu như cậu đổi ý, có thể trực tiếp tới thiên giới đảo tìm tôi. Nói xong, ông ta ném ra một lệnh bài. Thiên giới lệnh, đồng tử của một vài võ giả trong nhóm người điên cường co rút. Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn và tham lam, nếu như không có Lục Thanh Phong ở đó, bọn họ thậm chí đã ra tay cướp lấy. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp nhận lấy lệnh bài. Được, tôi rất ít nợ người khác ân tình, hôm nay coi như tôi nợ ông. Lời này vừa nói ra, khiến rất nhiều người sửng sốt, há hốc miệng. Những lời như vậy mà cậu cũng dám nói, điên rồi chắc. Đám thanh niên sau lưng Lục Thanh Phong càng không hài lòng với Diệp Bắc Minh. Nghe vậy thì tức giận hét lên, danh con, mày là cái thá gì? Lại có tư cách nợ ân tình cu ả Lục. Tề Minh, câm mồm. Vâng ạ. Người đàn ông tên Tề Minh trừng mắt hung hãn nhìn Diệp Bắc Minh một cái rồi ngậm miệng lại. Lục Thanh Phong lộ ra một nụ cười, Diệp Bắc Minh này thật sự đúng là kiểu mà ông ta thích, được. Vậy tôi cho cậu nợ. Sau này nếu tôi có chuyện tìm cậu, cậu đừng có từ chối đấy nhé. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, tên nhóc này thật sự dám đồng ý à? Ha ha ha! Lục Thanh Phong cười vui vẻ sau đó rời đi, chỉ có mấy người Tề Minh tràn đầy tức giận với Diệp Bắc Minh. Sau cùng bọn họ liếc nhìn anh một cái rồi mới đi. Lục Thanh Phong vừa đi, một lão giả có khuôn mặt gầy gò, anh bạn trẻ, ra giá đi, tôi muốn lệnh bài trong tay cậu. Thằng nhóc, ra giá cho chiếc lệnh bài kia đi, tôi muốn nó. Tôi sẽ cho cậu một thanh vũ khí tâm linh. Tôi ra giá 3 thanh tâm linh, còn là loại chưa từng nhận chủ nhân nữa. Vũ khí tâm linh là cái rắm gì, tôi ra 1 viên bổ thiên đan, đan dược này có thể giúp võ giả tiến vào cảnh giới thần quân. Lại có thêm 10 võ giả lên tiếng. Mỗi người một giá, ngày càng khoa trương hơn. Diệp Bắc Minh khẽ cau mày, cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Ngoài không thể làm giả ra thì cũng không có gì đặc biệt cả. Thiên giới lệnh này lợi hại như vậy sao? Không phải chỉ là vật để đến thiên giới đảo thôi sao? Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra phẫn nộ trong dư luận. Vãi xít! Nhóc con, mày thì biết cái gì? Mày có biết mỗi năm có bao nhiêu người tranh đấu đến đổ máu để được lên thiên giới đảo không? Có những đại gia tộc, dùng sức mạnh của toàn bộ gia tộc mình chỉ để đưa tiểu bối lên thiên giới đảo. Chỉ cần lên được thiên giới đảo, sẽ có tiền đồ vô hạn. Giống như cá chép vượt vũ môn vậy. Xem ra cậu không hiểu ý nghĩa của việc được lên thiên giới đảo, có được thiên giới lệnh này trong tay, ít nhất trong 10 vạn năm tới cậu và gia tộc đằng sau cậu sẽ không bị ai ức hiếp. Bất kỳ một thế lực nào đó trên thiên giới đảo, cho dù là rác rưởi nhất cũng có thể đè bẹp thế lực đỉnh phong ở các đại lục khác. Nói cách khác, lên được thiên giới đảo, cậu có thể không phải là người có bối cảnh lợi hại nhất. Nhưng, ra khỏi thiên giới đảo, thế lực ngoài đó không có ai có thể lợi hại hơn cậu. Đám người nhao nhao nghị luận, ai nấy mặt mày đỏ bừng khoe khoang. Diệp Bắc Minh biết, tầm quan trọng của năng lực cá nhân. Đột nhiên, trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, các người muốn có lệnh bài này đúng không? Muốn. Vô số võ giả cùng nhau gật đầu, ánh mắt dán chặt vào chiếc lệnh bài trong tay Diệp Bắc Minh. Tôi có một câu hỏi, chỉ cần ai trả lời được, chiếc lệnh bài này sẽ thuộc về người đó. Diệp Bắc Minh vừa nói ra lời này, hiện trường lập tức náo động. Thật hay đùa vậy. Chỉ cần chúng tôi trả lời vấn đề của cậu là được. Trên đời này làm sao có chuyện tốt đến vậy? Thằng nhóc, cậu sẽ không hỏi những câu không có đáp án chứ? Đám đông nghi ngờ hỏi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, phun ra một câu, câu hỏi của tôi là, tung tích của Hoa Tam Thế. À, Đường Lạc Âm không dám tin, lấy tay che miệng ngạc nhiên. Nghe Hoàng ở một bên có chút nghi hoặc. Tại sao cô Đường lại có phản ứng như vậy? Lẽ nào Hoa Tam Thế này có liên quan đến cô ta? Hoa Tam Thế?
Tất cả võ giả có mặt đều sửng sốt, hầu hết mọi người đều có vẻ mặt ngơ ngác. Đừng nói đến tung tích của Hoa Tam Thế. Rất nhiều người còn chưa từng nghe nói đến cái tên này. Đột nhiên, một ông lão chọc đầu từ trong đám người đi ra, tôi biết. Lão Phu biết. Vô số ánh mắt nghi ngờ tập trung trên người ông già chọc đầu. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn ông ta, nói cho tôi biết. Ở đâu? Cảnh giới thiên quân, Chu Kỳ. Ông lão chọc đầu do dự một lát, không chắc chắn mở miệng, cậu nhóc, Hoa Tam Thế rất chân quý, nghe nói có thể hồi phục thần hồn bị tổn thương. Cậu cần vật này làm gì? Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, cứu người. Được. Ông lão đầu chọc nói, theo tôi được biết, Hoa Tam Thế chỉ còn lại một bông duy nhất, đang nằm ở dị hỏa tông trên thiên giới đảo. Ở thiên giới đảo. Diệp Bắc Minh ngơ ngác. Ông lão đầu chọc gật đầu, đúng vậy. Vật này gần như đã tuyệt chủng. Lão Phu cũng là nghe qua một người bạn. Cậu nhóc, tung tích của Hoa Tam Thế tôi đã nói cho cậu biết, cậu không được nuốt lời đấy nhé. Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều, khẽ vung tay. Hoa Tam Thế trực tiếp bay qua, rơi vào trong tay ông lão đầu chọc. Ông lão đó coi nó như chân bảo, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Võ giả xung quanh bắt đầu kêu lên, con mẹ nó. Đây là chuyện gì chứ? Đơn giản vậy sao? Thằng nhóc đó thật ngốc. Một vật quý giá như vậy lại đưa cho người khác, bằng chứng để lên thiên giới đảo đó. Cậu biết Hoa Tam Thế ở trên thiên giới đảo thì có tác dụng gì? Cậu có thể tự lên đó không? Hai. Rất nhiều người thở dài tiếc nuối. Ông lão đầu chọc nhanh chóng thu lại thiên giới lệnh, giống như nghĩ đến gì đó, lại nhắc nhở một câu, cậu nhóc, nếu muốn đi thiên giới đảo, cậu nhất định phải nhanh lên. Thiên giới đảo trăm năm mới mở một lần, còn được gọi là cuộc chiến thiên giới. Thời gian kéo dài một tháng, càng đến đó sớm càng dễ lên đảo, môn phái được chọn chỉ là yếu một chút. Đương nhiên, môn phái yếu này chỉ đối với thiên giới đảo thôi. Bây giờ chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng, đối thủ của cậu đều muốn lựa chọn những tông môn lợi hại nhất, cậu muốn đi thì bắt buộc phải nhanh lên. Mặc dù thực lực của cậu bây giờ chắc có lẽ sẽ không có cơ hội, nhưng tôi lấy đồ của cậu nên sẽ vẫn nhắc cậu một chút. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh trong lòng khẽ động, xoay người. Đưa Đường Lạc Âm và Nghê Hoàng nhanh chóng rời đi. Ba người đến trước trận pháp truyền tống của Phong Đô. Đường Lạc Âm đột nhiên dừng lại. Diệp Bắc Minh quay đầu, cô Đường, cô sao vậy? Đường Lạc Âm ngẩng đầu lên, anh Diệp, thiên giới lệnh đối với võ giả mà nói là bảo vật vô giá. Anh vì giúp tôi tìm Hoa Tam Thế mà đưa người ta, có đáng không? Diệp Bắc Minh vẫn chưa kịp phản ứng. Thân thể Nghê Hoàng đứng bên cạnh khẽ run lên. Quả nhiên là vì cô ta. Giây phút này, trong lòng Nghê Hoàng cảm xúc lẫn lộn, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn Diệp Bắc Minh. Chờ đợi câu trả lời của anh. Diệp Bắc Minh cười nhẹ, chỉ là một tấm thiên giới lệnh mà thôi, cũng không có tác dụng gì cả, sao có thể so với mạng sống của cô được. Ý của Diệp Bắc Minh là, anh chắc chắn mình có thể lên được thiên giới đảo. Vì vậy, tấm lệnh bài kia anh không cần cũng được. Thêm nữa, Đường Lạc Âm từng cứu mạng cha mẹ anh. Loại ân tình này không thể đền đáp hết được. Có điều, câu nói này lọt vào tai Đường Lạc Âm và Nghê Hoàng, hoàn toàn mang một tầng ý nghĩa khác. Anh chưa bao giờ tốt với tôi như vậy, cũng không nói với tôi những lời đó, Nghê Hoàng ngoài ghen tị ra còn cảm thấy vô cùng lạc lõng, thất vọng. Tại sao, rõ ràng tôi gặp anh trước cơ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Lạc Âm đỏ bừng lên. Ngại ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói một câu. Ngoài ông nội ra, chưa có ai tốt với tôi như anh. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt, anh Diệp, cảm ơn anh. Đi thôi, chúng ta về đại lục hỗn độn trước. Ba người với những suy nghĩ riêng của mình, bước vào trận pháp truyền tống, trở về hoàng cung của thần quốc hỗn độn. Rầm. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên ập tới, một trận pháp truyền tống cổ xưa bao trùm lên họ. Khóa lại mọi khí tức. Bốn phương tám hướng đều là người, đông nghịt như kiến. Tất cả đều là người của tù tộc. Đây, chết rồi. Nghê Hoàng bị dọa đến mức run rẩy, không ngờ đến kết cục như thế này. Đặc biệt là tù sư sau lưng. Có ba chiếc ghế thái sư, trên đó có ba lão giả tóc đã bạc trắng của tù tộc đang ngồi. Khí tức không thể thăm dò. Lại một lần nữa gặp được Diệp Bắc Minh, hai mắt tù sư đỏ ngầu, thằng nhãi, bổn vương không ngờ mày còn thật sự dám quay lại đây. Ha 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 ha, cũng là bổn vương đoán được tính cách của mày, nhất định sẽ trở lại. Đồ ngu, mày đúng là ngu tới cực điểm,
mày thật sự cho rằng dựa vào chút thực lực đó của mày là có thể uy hiếp tao sao? Tụ tộc bọn tao đã tính toán ngàn vạn năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội vào ngày hôm nay. Chỉ bằng vài ba câu nói của mày lại định bắt tao đầu hàng. Ngu, thật sự là quá ngu. Mày lại còn dám cứ như thế mà đi, để cho tao có cơ hội triệu tập người của tù tộc. Tù sư hưng phấn vô cùng. Hắn ta sống lâu như vậy, chưa từng gặp đối thủ nào ngu ngốc như thế. Thằng nhãi, đưa thanh kiếm đó ra đây, tự phế võ công. Sau đó đưa bổn vương đến tổ địa hoa tộc. Tù sư nheo mắt lại, gằn lên từng chữ, nếu không. Mày, phải, chết. Diệp Bắc Minh đột nhiên bật cười, tù sư. Lúc trước tao rõ ràng có thể bắt mày ký khế ước linh hồn. Biết tại sao tao không làm vậy không? Ánh mắt tù sư lạnh lẽo, là do mày tự cao tự đại. Không. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tao muốn cho mày một cơ hội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì thực lực của tù tộc không tồi, nếu mày thật thà, tao có thể để tù tộc phục vụ cho tao, điều đó cũng không phải không thể. Thứ hai, nếu mày không thành thật, muốn đối phó với tao. Vậy thì chắc chắn sẽ tập hợp tất cả cao thủ của tù tộc, đến lúc đó, tao sẽ một lưới bắt gọn, đỡ phải đi tìm từng người một. Lời vừa dứt, cả hội trường hoàn toàn im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Một giây sau, ha ha ha, thằng danh này nói gì cơ, một lưới bắt gọn á. Cười chết mất, ha ha ha, thằng nhãi, mày con mẹ nó điên rồi à. Là ai cho mày lá gan ấy? Dám nói những lời này. Hắn ta không kiêng nể gì mà cười nhạo. Ba lão giả của tù tộc cũng không khỏi cau mày. Tù sư, đây là kẻ địch mà cậu nói. Hắn ta thật sự là hậu nhân của hoa tộc. Thật là ngu ngốc, chỉ số thông minh còn không bằng một nửa của Diệp Quân Lâm năm xưa, loại người này cũng đáng để chúng ta ra tay. Đám lão giả của tù tộc không ngừng lắc đầu. Tù sư không nhịn được mà cười đều, ba vị thúc thúc, tôi, phụt. Ha ha ha, tôi cũng ngờ rằng thằng nhãi này lại buồn cười đến vậy. Có điều an toàn là trên hết, nên vẫn mời mọi người đến một chuyến. Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta còn phải quay về bế quan, một lão giả lắc đầu nói. Được, tù sư gật đầu, hừ lạnh, khởi động trận pháp cho tao. Thằng nhãi, đợi biến thành xương máu, thần hồn bị hủy diệt đi. Được, hàng nghìn cao thủ đồng thời ra tay, năng lượng điên cuồng rót vào trận pháp. Một giây sau, trận pháp kịch liệt dao động, một lượng lớn phù văn bay lên, một cỗ lực lượng không thể ngăn cản đè ép về phía ba người. Đường Lạc Âm và Nghê Hoàng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Thân thể gần như sắp nổ tung. Diệp Bắc Minh giơ năm ngón tay lên không trung, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Quả nhiên là thanh kiếm đó. Tù sư, cậu không lừa chúng tôi. Mau giết thằng danh đó đi. Cướp thanh kiếm đó về đây. Ba lão giả tù tộc hưng phấn tột độ, ánh mắt dán chặt vào kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, hấp thụ cho tôi, Diệp Bắc Minh gào lên một tiếng. Một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện trước mắt, toàn bộ năng lượng của trận pháp tập trung về kiếm Càn Khôn Chấn Ngục bỗng chốc tiêu tan. Sắc mặt Đường Lạc Âm và Nghê Hoàng đã hồi phục được phần nào, áp lực đã hoàn toàn biến mất. Có chuyện gì vậy? Sức mạnh của thanh kiếm này sao lại trở nên kinh khủng đến vậy? Trái tim tù sư hẫng một nhịp, thầm kêu lên một tiếng. Kể từ khi bảy vị sư tỷ dùng thân tế kiếm, sức mạnh của kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đã đạt đến một cấp bậc mới. Nó đã hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục tăng sức mạnh lên cho tao. Con mẹ nó, tao phải luyện hóa thằng xúc sinh này, tù sư hét lên. Hàng ngàn cao thủ đang khống chế trận pháp của tù tộc nghiến chặt răng. Mỗi người lấy ra một viên đan dược đỏ như máu nuốt xuống. Sức mạnh được truyền vào trận pháp càng điên cuồng hơn nữa. Chỉ thấy, toàn bộ trận pháp biến thành màu đỏ tươi. Hu hu, cuồng phong gào thét trên bầu trời, gió bão cuộn xoáy trong trận pháp. Nhưng không thay đổi được gì, tất cả đều bị kiếm Càn Khôn Chấn Ngục hấp thu. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay gầm lên một tiếng, nổ cho ta. Toàn bộ trận pháp nổ tung sau một âm thanh chói tai. Hàng nghìn cao thủ của tù tộc bị phản phệ, không ngừng phun ra máu tươi. Giây tiếp theo, một hình ảnh chấn động xuất hiện. Máu tươi của hàng ngàn cao thủ ngưng tụ thành một sợi máu dài trong không trung, sau đó trực tiếp nhập vào kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Sợi máu này như kết nối với sinh mệnh của hàng ngàn cao thủ tù tộc. Á,
cơ thể tôi sao lại trở nên già yếu thế này? Có chuyện gì vậy? Giọng nói của tôi bỗng khàn đặc. Sức mạnh của tôi đang mất dần đi. Không. Ngay lập tức, hàng ngàn cao thủ của tù tộc nhanh chóng co rúm lại và biến thành xác ướp chỉ trong vài giây. Những xác ướp đó lần lượt ngã xuống. Tù sư gần như ngạt thở, không ngừng hít vào khí lạnh. Ba vị lão giả của tù tộc cũng sợ hãi không thôi, nào còn sự kích động và hưng phấn ban đầu nữa, kiếm này. Mạnh quá. Các người đừng sợ, nhanh giết hắn cho tao. Những tộc nhân khác của tù tộc không ngừng lùi về phía sau, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Tù sư cũng kinh hoàng hét lên, ra lệnh cho tộc nhân nhanh chóng ra tay. Chờ một chút. Ba lão giả của tù tộc nhìn nhau. Đồng thời đứng dậy. Ba cỗ năng lượng khủng bố như sóng thần cuồn cuộn dâng lên, các người không phải đối thủ của hắn, để chúng ta lo. Nhóc con, đừng nói chúng ta bắt nạt cậu. Ba người chúng ta, cậu chọn một người làm đối thủ đi. Đùa cợt, trêu chọc, giống như nhìn một con kiến. Diệp Bắc Minh lại cười, cảnh giới thiên quân đỉnh phong. Một phế vật thậm chí còn chưa bước vào cảnh giới thiên thần nữa. Tôi chọn giết cả ba người các ông. Kiếm càn khôn chấn ngục, một kiếm mạnh nhất, chém. Rào, một tiếng rồng gầm vang lên. Một con huyết long giống như thật lao ra từ kiếm càn khôn chấn ngục, bao phủ toàn bộ bầu trời, mang theo một cỗ khí tức nghiền nát mọi thứ. Tiếng ồn gì thế? Tất cả mọi người ở đế đô đồng thời ngẩng đầu lên trời, kinh hãi nhìn vào nơi sâu nhất trong đế cung. Chỉ thấy, một con huyết long khổng lồ xuất hiện trên bầu trời đế cung, từ trên nhìn xuống như coi thường mọi vật. Huyết long phun ra một cỗ khí tức cuồng bạo, khiến võ giả dưới cảnh giới thần quân run lên vì sợ hãi, thân thể lảo đảo đứng không vững. Võ giả dưới cảnh giới chân quân vào giây phút nhìn thấy huyết long, càng là ngã rạp xuống đất. Sâu trong đế cung, kiếm khí do huyết long ngưng tụ có thể nghiền nát mọi thứ đè ép xuống, ba lão giả của tù tộc kinh ngạc, vội vã ra tay ngăn lại. Bịch, một tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất, cỗ sức mạnh điên cuồng nổ tung. Ba lão giả tù tộc bay ra xa, quần áo trên người đều bị nổ đến tan tành. Toàn thân đẫm máu. Đám võ giả của tù tộc ở bốn xung quanh càng thảm hơn, những ai đứng gần ba lão giả kia trực tiếp biến thành một màn xương máu. Tù sư cũng bị khí tức còn sót lại chấn bay, cảm thấy đau rát trong ngực, mày. Thằng danh này, mày. Vẻ mặt hắn tràn đầy kinh hãi. Lúc này, Đường Lạc Âm và Nghê Hoàng nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh cầm kiếm càn khôn chấn ngục trước mắt. Thật sự choáng váng. Mạnh mẽ, đẹp trai, cường đại. Thật là vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ. Lão giả tù tộc chỉ có thực lực thế này thôi sao? Không chịu được một đòn, Diệp Bắc Minh lạnh lùng lắc đầu. Thằng nhóc, là lão phu đã coi thường cậu rồi. Cậu cho rằng chúng ta chỉ dựa vào thực lực thần quân đỉnh phong trấn nhiếp toàn bộ tù tộc sao? Cậu ngây thơ quá rồi, ba lão giả đồng thanh lên tiếng, điên cuồng vận hành thần lực trong cơ thể. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Thằng nhãi, hãy xem thực lực thật sự của chúng ta. Lão phu tù nhân, lão phu tù ma, lão phu tù thần, hợp thể. Nói xong, một cỗ xương máu từ ba người phun ra, một màn kỳ lạ xuất hiện. Thân thể ba người vậy mà ghép lại với nhau trong một tư thế kỳ lạ, hợp thành một sinh vật ba đầu sáu tay. Một cái đầu rắn, một cái đầu chó, một cái đầu rùa, giống như ác ma bò lên từ địa ngục tăm tối vậy. Đáng sợ hơn nữa là luồng khí tức của đám người này đã vượt qua cảnh giới thiên quân đỉnh phong. Cảnh giới thần quân. Sau khi ba người hợp thể, vậy mà cảnh giới lại tăng lên. Lão tổ hợp thể rồi. Thật là tốt quá, lão tổ vô địch. Cảnh giới thần quân, tù tộc ta cũng có cảnh giới thần quân. Ha ha ha, thế hệ này của tù tộc ta nhất định sẽ xưng đế. Khi mọi người của tù tộc nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hưng phấn gào lên. Giết! Giết, giết, mười mấy vạn cao thủ đỉnh phong của tù tộc gầm lên. Giống như thành dã thú. Thân thể Nghê Hoàng run lên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút máu, cảnh giới thần quân. Vậy mà là cảnh giới thần quân, chẳng trách người của tù tộc lại dám làm phản. Đây chính là thứ làm họ tự tin sao? Cô ta tuyệt vọng nhìn vào bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khẽ nheo mắt, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay không ngừng rung lên. Bộc phát ta chiến ý khủng khiếp, giết. Một người một kiếm, trực tiếp giết thẳng về phía lão tổ của tù tộc. Một con kiến như mày lại dám xúc phạm đến uy nghiêm của tù tộc tao ư. Bổn tổ ban cho mày cái chết, ba cái đầu quỷ dị đồng thanh hét lên, giết.
sáu cánh tay vung lên trong không trung. Sáu thần khí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lao tới trước người Diệp Bắc Minh. Đồng thời chém xuống. Diệp Bắc Minh vung kiếm lên đỡ, một âm thanh lanh lảnh vang lên, một chiếc Ryu khổng lồ và thần kiếm hóa thành bột phấn. Bốn vũ khí còn lại cùng lúc chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh phản ứng cực nhanh, giơ kiếm đỡ trước người chặn lại một đòn này. Sức mạnh của cảnh giới thần quân thật là đáng sợ, giống như thiên thạch va vào kiếm càn khôn chấn ngục, hung hãn đập vào ngực Diệp Bắc Minh. Rầm. Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi, văng ra xa. Anh Diệp, Nghê Hoàng và Đường Lạc Âm cùng hét lên. Không hổ danh là cảnh giới thần quân, quả nhiên lợi hại. Nếu như không phải kiếm càn khôn chấn ngục thay mình cản lại một phần sức mạnh, một đòn này đủ để mình tan thành xương máu. Cần tôi ra tay không? Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục vang lên. Không cần, bọn chúng rất mạnh, nhưng không có cảm giác áp lực. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Giây tiếp theo, anh lăn một vòng, dùng lực giẫm xuống đất rồi bay lên với một tiếng nổ to. Chặt đi cái đầu chó này. Mày muốn chết. Cái đầu chó gầm lên giận dữ, phía sau đầu hiện lên dị tượng một con thiên cẩu thôn nguyệt. Dị tượng thiên cẩu giống như được hồi sinh lao ra ngoài, hai chân to như một ngôi nhà muốn đè bẹp Diệp Bắc Minh. Bang! Mặt đất rung chuyển. Khói bụi cuồn cuộn, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Đợi cho đến khi khói tan. Nơi bị chân thiên cẩu đè xuống trực tiếp bị lõm xuống, Diệp Bắc Minh đã biến mất không dấu vết. Ha ha ha! Chỉ thế thôi sao, quá yếu. Đám người tù tộc cười lớn. Vẻ mặt tù sư nghi hoặc, thằng nhóc đó chết rồi sao? Chết dễ dàng như vậy. Sau đó lại nghĩ, cũng đúng, thằng danh đó có lợi hại thế nào thì cũng không phải là đối thủ của cảnh giới thần quân. Đột nhiên, rầm, âm thanh của kiếm khí truyền tới. Phụt, tất cả người của tù tộc đều quay lại nhìn, vừa hay thấy được cảnh tượng này. Máu tươi bay tung tóe. Cái đầu chó trong ba cái đầu kia nổ tung. Hai cái đầu còn lại cảm thấy đau đớn, kêu lên một tiếng thảm thiết, a, đầu của tôi. Trời ơi! Tộc nhân tù tộc run rẩy vì sợ hãi, sửng sốt nhìn chàng trai trẻ đang nắm kiếm càn khôn chấn ngục trong tay. Hắn không những không chết mà còn chặt đứt một cái đầu của lão tổ. Đây là quái vật gì vậy? Tiểu súc sinh, mày phải chết. Đôi mắt của đầu rắn và đầu rùa đỏ ngầu, phát ra oán khí vô tận. Giống như phát điên lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khẽ híp mắt. Khí tức của lão tổ tù tộc rõ ràng đã giảm xuống, từ cảnh giới thần quân trung kỳ xuống chu kỳ. Cảm giác áp bức càng không bằng lúc trước. Chặt cái đầu rắn này trước. Diệp Bắc Minh không chút sợ hãi, bước lên một bước. Khi lão tổ tù tộc giết về phía anh, Thuấn Ảnh biết mất. Sau đó anh xuất hiện phía sau lão tổ tù tộc. Phập, kiếm trong tay được vung ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bùm! Đầu rắn nổ tung. Chém đứt cái đầu rùa này nữa. Kiếm thứ ba lao tới, không chút dè dặt, kiếm khí mang theo năng lượng sấm sét, sát khí như bao trùm thiên địa. Phụt! Đầu rùa nổ tung, thân thể ngã xuống đất. Toàn hiện trường yên lặng như chết. Lão tổ, chết rồi. Sao có thể chứ? Thân thể tù sư cứng đờ, không ngừng run lên. Thình thịch! Mười mấy vạn người của tù tộc bị dọa đến mức tim như nổ tung, nhìn chân chân vào thi thể không đầu của lão tổ. Đầu óc họ trống rỗng. Ai mà nghĩ tới, Diệp Bắc Minh con mẹ nó lại dùng ba kiếm giết chết lão tổ của họ. Anh Diệp, Nghê Hoàng không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng ngập tràn hoảng loạn, mới bao lâu. Thực lực của anh đã tăng lên cảnh giới này. Tôi nhớ ba tháng trước, anh còn không phải là đối thủ của tôi mà. Mới vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi. Vậy mà lại có thể giết chết lão tổ của tù tộc. Lẽ nào anh ấy thật sự là người được chọn? Vận khí chi tử, không được, mình nhất định phải có được anh ấy. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, cả đời Nghê Hoàng mình sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông như vậy nữa. Ngực Nghê Hoàng phập phồng vì hưng phấn. Đôi mắt đẹp lóe lên một tia kiên định. Cho dù hiện tại Diệp Bắc Minh có bao nhiêu phụ nữ, tương lai có lại thêm bao nhiêu người. Chỉ cần bên cạnh người đàn ông này có chỗ đứng cho cô, đời này của cô cũng đáng rồi. Mọi tiếng động đều im ắng. Một giọng nói như chết chóc vang lên, tù sư, mày có thể lên đường được rồi đó. Phụt, tù sư vậy mà bị dọa sợ tới mức nôn ra ngụm máu đầu tim, kinh hãi quỳ gục xuống đất, đại nhân. Đại nhân, xin hãy tha mạng. Bang 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 bang.
Mạnh mẽ cậy thế như tù sư lúc này lại quỳ rạp xuống đất trước hàng trăm ngàn thành viên trong tộc mà điên cuồng dập đầu. Có thể tưởng tượng được sự kinh hoàng từ ba kiếm chém giết lão tổ tù tộc thần quân cảnh của Diệp Bắc Minh lớn tới mức nào. Đại nhân, ta nguyện ý, dẫn dắt toàn bộ tù tộc trở thành người hầu của ngài. Không không, không. Không phải người hầu, mà là chó của ngài. Tù sư ta sẵn sàng đem toàn bộ tù tộc trở thành con chó trung thành nhất của ngài. Lời này vừa vang lên. Trong mắt của một số người tu võ của tù tộc lập tức ánh lên sự giận dữ. Mặc dù tức giận. Nhưng lại không có cách nào để bác bỏ. Thực lực của người đàn ông trước mặt quá đáng sợ. Diệp Bắc Minh nheo mắt, tù sư nguyện ý làm chó của ta, còn các người thì sao? Ánh mắt của anh liếc tới đâu, người chạm phải đều cúi gằm đầu. Xem ra các người không muốn. Diệp Bắc Minh chế nhạo một tiếng, kiếm càn khôn chấn ngục liền chuẩn xác chém vào trong đám đông, một con rồng máu lao ra và phát nổ. A hát! Tiếng thét thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, trong phút chốc. Hàng ngàn người tu võ của tù tộc hóa thành làn xương máu, dung nhập vào kiếm càn khôn chấn ngục. Ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Chủ nhân, chúng ta là chó của ngài. Go go go, tầng lớp cao quý ngày thường vẫn luôn kiêu ngạo kia của tù tộc lúc này đều không chút do dự quỳ xuống đất học tiếng chó sủa, điên cuồng mà dập đầu. Đường Lạc Âm ngẩn người. Nghê Hoàng cũng không kém phần ngơ ngác. Vậy mà toàn bộ tù tộc ngông cuồng tự cao đều hèn mọn quỳ rạp xuống đất sủa như chó. Nếu người của các thế lực khác ở đại lục hỗn độn nhìn thấy cảnh này, còn không phải sẽ sốc chết sao? Và tất cả những điều này đều là do chàng trai trẻ trước mặt này. Nếu đã như vậy, mỗi người các ngươi ép ra một giọt máu thuần, ký kết linh hồn khế ước với ta đi, giọng nói lạnh lùng của Diệp Bắc Minh lại vang lên. Đám người của tù tộc không dám chậm trễ. Tù sư lại càng vui mừng khôn xiết. Vội vã ép ra một giọt máu thuần vừa quỳ vừa lê gối tới trước người Diệp Bắc Minh mà dâng lên với gương mặt nịnh nọt, chủ nhân, mời người ký khế ước linh hồn. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh nở một nụ cười quái dị, được. Trái tim tù sư đập thình thịch như trống rồn, luôn cảm thấy nụ cười này ẩn chứa điều gì đó bất ổn. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh gầm một tiếng, tiểu tháp, huyết mạch chú sát cho tôi. Dứt lời. Một nguồn lực lượng không gì ngăn cản liền bao trùm lấy cả đất trời, máu thịt của toàn bộ người tù tộc trong thoáng chốc đều bị thiêu cháy. Mẹ nó, thứ khốn kiếp, Diệp Bắc Minh mày lừa bọn tao, mày chưa bao giờ nghĩ sẽ để lại đường sống cho tù tộc bọn tao, mày vốn muốn đuổi cùng giết tuyệt, tù sư điên dại gầm thét, hàng lệ thẫm máu lăn trên khóe mắt. Tao nguyền rủa mày, tao phải nguyền rủa mày. Khoảnh khắc này, bao gồm cả tù sư. Toàn bộ tầng lớp cao của tù tộc đều bị bao phủ trong biển lửa. Bỏ mình trong những tiếng la hét tuyệt vọng. Gương mặt lạnh nhạt của Diệp Bắc Minh vẫn không chút dao động khi chứng kiến cảnh này. Đồng thời, những người có quan hệ ruột thịt với nhóm tầng lớp cao của tù tộc phân bố trên khắp đại lục hỗn độn cũng bắt đầu bốc cháy một cách khó hiểu. Thậm chí một vài trong số họ khi cả người bị thiêu cháy còn đang làm khách ở các thế lực khác. Tù huynh, anh sao thế? Khi những người thuộc thế lực khác nhìn thấy cảnh tượng này đều bật dậy vì kinh hãi. Họ muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại không có cách nào ngăn cản nối, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân vật cấp cao của tù tộc này biến thành tro bụi. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra trên khắp đại lục hỗn độn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Mau, mau đi điều tra cho ta. Mọi thế lực lớn nhỏ lập tức ra lệnh. Chẳng bao lâu sau đã có tin tức truyền đến. Có người nhìn thấy ba vị lão tổ của tù tộc tiến vào đế cung của thần quốc hỗn độn, còn dẫn theo hàng vạn ngàn tinh nhuệ của tộc này. Nửa giờ trước, một con huyết long vọt thẳng lên bầu trời phía trên đế đô. Âm thanh chiến đấu cũng dồn dập truyền ra từ đế cung. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Thân thể của người thuộc tù tộc bốc cháy một cách kỳ lạ. Khi tin tức truyền về, toàn bộ đại lục hỗn độn hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng mọi người đều biết. Tù tộc nổi danh ngông cuồng đã hoàn toàn diệt vong. Tại tổ địa vũ tộc, Vũ Sung Tiêu ngồi trên một tảng đá bên hồ, sau lưng có một đôi cánh trắng muốt, đôi chân ngọc thanh tú nhàn nhã lắc lư trong hồ nước. Trên người khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình. Môi hồng răng trắng, mắt đẹp sáng trong. Nếu bị người bên ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ bị chấn động trước vẻ đẹp thoát tục này. Thánh tử vũ tộc Vũ Sung Tiêu vậy mà lại là một cô gái. Ngươi chắc chứ? Thánh tử ma tộc Dạ Thần tiêu diệt cả tù tộc, anh ta thực ra còn là thành viên của Hoa tộc, đôi mắt đẹp của Vũ Sung Tiêu hơi chuyển động, trên gương mặt cương nghị thường ngày cũng không giấu được kinh ngạc. Hầu nữ gật đầu khẳng định, là thật thưa thánh nữ điện hạ.
Đây là thông tin mà chúng ta phải tiêu tốn một số tiền lớn mới biết được từ trong miệng các thái giám trong cung. Người trong cuộc đã chứng kiến mọi chuyện. Khóe miệng Vũ Xung Tiêu nhếch lên ý cười nhạt nhòa, thú vị đấy, tụ tộc vốn muốn lật đổ thần quốc hỗn độn do Lục Thiên Thần thành lập. Vũ tộc ta không có hứng thú nên vẫn luôn để mặc họ hành động, không ngờ Hoa tộc lại trở tay chém giết ngược lại. Diệp Bắc Minh đó sẽ xưng đế sao? Vũ Xung Tiêu tự lẩm bẩm. Hầu nữ thoáng cân nhắc rồi nói tiếp, trải qua mấy chục triệu năm, Hoa tộc cuối cùng cũng có tư cách trở về. Mục đích của người này đã đạt được, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ xưng đế thôi. Điện hạ, Vũ tộc của chúng ta. Vũ Xung Tiêu lắc đầu, chỉ một đại lục hỗn độn còn con. Vẫn chưa lọt nổi vào mắt Vũ tộc chúng ta. Nếu năm đó không phải Vũ tộc không có hứng thú, người tưởng rằng Lục Thiên Thần có thể ngồi lên chiếc ghế thần quân hỗn độn đó sao? Nói đoạn, đôi mắt xinh đẹp của Vũ Xung Tiêu trở nên thâm trầm, nhìn về hướng thế giới bản nguyên mà nói, mục tiêu của Vũ tộc. Chúng ta vẫn luôn là thế giới bản nguyên. Đại lục hỗn độn, cứ để mặc bọn họ tranh. Đấu đi, ha ha, chúng ta cũng nên tới thiên giới đảo rồi. Vũ Xung Tiêu chậm rãi đứng dậy. Một bộ giáp vàng bên cạnh bay tới. Khéo léo che giấu đi dáng vẻ của cặp núi đôi đáng tự hào kia. Trở thành bộ ngực bằng phẳng của một người đàn ông. Thông báo cho Tiêu Phi Yên tới đây đi, tôi có chuyện cần nói. Với bà ta, Diệp Bắc Minh dặn dò Nghê Hoàng hai câu xong liền đẩy ra cánh cửa của Hoa tộc tổ địa rồi đi vào. Ánh mắt của Nghê Hoàng trở nên nghiêm túc. Diệp Bắc Minh lúc này gọi Tiêu Phi Yên trở lại đại khái là vì muốn thay thế Lục Thiên Thần. Thậm chí cô ta còn đoán được anh muốn thành lập một thần quốc cho Hoa tộc. Suy nghĩ một hồi cô ta mới lấy ra một mặt dây truyền bằng ngọc và thông báo những gì đã xảy ra tại đế cũng. Làm xong tất cả những việc này. Ánh mắt Nghê Hoàng đảo qua nhìn Đường Lạc Âm, cô Đường à, không biết cô và cậu Diệp quen biết nhau như thế nào? Chuyện của Hoa Tam Thế là thế nào? Có thể nói cho tôi biết được không? Đường Lạc Âm trần trừ một lúc mới mở lời, Nghê Hoàng, cô có quan hệ gì với anh Diệp? Nghê Hoàng mỉm cười đáp, tôi là thánh nữ ma tộc tại đại lục hỗn độn, trước đó cậu Diệp đã được thánh vật của tộc chúng tôi lựa chọn trở thành thủ lĩnh thế hệ tiếp theo của ma tộc. Cô nói xem mối quan hệ giữa chúng tôi là gì đây? Đường Lạc Âm nghe vậy thì sững người. Trong mắt cô ánh lên một tia lạc lõng. Ngẫm lại cũng đúng. Với dung mạo và địa vị của Nghê Hoàng, lại luôn kề cận với anh Diệp, thì mối quan hệ giữa họ sao có thể bình thường được đây? Nhìn thấy biểu cảm này của Đường Lạc Âm, Nghê Hoàng khẽ cười, được rồi cô Đường à, cô cũng đừng nản lòng. Bên cạnh Bắc Minh còn có rất nhiều phụ nữ, anh ấy còn có hai cô con gái nữa. Mọi người đều là phụ nữ với nhau, vậy tôi cứ nói thẳng vậy, nếu cô cũng thích anh ấy tôi sẽ không để ý. Ngược lại Hoa Tam Thế gì đó, cô đã biết nó ở trên thiên giới đảo thì hoàn toàn có thể tự mình đi tìm. Như cô thấy đó, tình hình ở đây rất phức tạp, anh Diệp có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Hơn nữa anh ấy còn có chuyện liên quan tới sư phụ, sư tỷ, việc của Hoa tộc đều chưa xử lý xong, thời gian 10 ngày chưa chắc đã đủ. Nghê Hoàng nghĩ thầm nếu có thể thuyết phục Đường Lạc Âm rời đi là kết quả tốt nhất. Đường Lạc Âm khẽ cắn cánh môi đỏ mọng, im lặng mà gật đầu, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Nghê Hoàng nhanh chóng chuyển đề tài. Đúng rồi, hai người gặp nhau như thế nào vậy? Chuyện về Hoa Tam giới cô còn chưa nói đó. Đường Lạc Âm không chút giấu giếm thuật lại chuyện mình đã cứu mạng bố mẹ của Diệp Bắc Minh cho Nghê Hoàng nghe. Hơn nữa cô chỉ còn sống được chưa đầy một tháng, nên liền đem chuyện cần Hoa Tam Thế để cứu mạng nói ra. Hả? Nghê Hoàng hoàn toàn rối bời. Có chút không biết phải làm. Sao, cô chỉ còn sống được một tháng? Ừ. Đường Lạc Âm gật đầu. Tôi, Nghê Hoàng tự trách ghê gớm, vội vàng. Xin lỗi, cô Đường, xin lỗi cô, tôi không biết. Không sao đâu. Đường Lạc Âm cười lắc đầu, tôi cảm thấy cô nói rất đúng, thiên giới đảo chỉ còn lại 10 ngày. Anh Diệp lại bận rộn như vậy, với thực lực của anh ấy, mặc dù xác suất cao có thể đến thiên giới đảo nhưng chưa chắc đã tiến được vào dị hỏa tông. Cho dù anh ấy có thể tiến vào dị hỏa tông,
nhưng hoa tam giới quý giá như vậy họ có thể nhường lại cho tôi sao? Tôi vẫn là nên không làm khó anh Diệp nữa. Vừa nói Đường Lạc Âm vừa lau khóe mắt, rồi nở nụ cười với Nghê Hoàng, cảm ơn chị, Nghê Hoàng, là chị đã giúp tôi nhìn rõ tình huống. Thay tôi nói lại với anh Diệp là hãy tha thứ cho tôi vì không từ biệt. Nói xong Đường Lạc Âm liền quay người đi về phía truyền tống trận. Trong lòng Nghê Hoàng ngập tràn hối hận, cô ta căn bản không ngờ tới thân thế của Đường Lạc Âm lại thảm thương như vậy, vội vã hét lên, Lạc Âm à, em đừng đi. Em, chỉ còn lại một tháng, sẽ chết người đó. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi, chỉ là muốn em rời ra cậu Diệp, Lạc Âm à, đừng. Vừa hét, Nghê Hoàng vừa điên. Cuồng lao tới phía trước truyền tống trận. Đáng tiếc là vẫn muộn một bước. Đường Lạc Âm ngoan cố kích hoạt truyền tống trận, trong nháy mắt một nguồn sức mạnh cuốn tới, quét bay Nghê Hoàng. Khỏi màn sáng. Mà, bóng dáng của Đường Lạc Âm cũng đã biến mất. Vũ Sung Tiêu tự lẩm bẩm. Hầu nữ thoáng cân nhắc rồi nói tiếp, trải qua mấy chục triệu năm, hoa tộc cuối cùng cũng có tư cách trở về. Mục đích của người này đã đạt được, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ xưng đế thôi. Điện hạ, vũ tộc của chúng ta. Vũ Sung Tiêu lắc đầu, chỉ một đại lục hỗn độn còn con vẫn chưa lọt nổi vào mắt vũ tộc chúng ta. Nếu năm đó không phải vũ tộc không có hứng thú, người tưởng rằng lục thiên thần có thể ngồi lên chiếc ghế thần quân hỗn độn đó sao? Nói đoạn, đôi mắt xinh đẹp của Vũ Sung Tiêu trở nên thâm trầm, nhìn về hướng thế giới bản nguyên mà nói, mục tiêu của vũ tộc chúng ta vẫn luôn là thế giới bản nguyên. Đại lục hỗn độn, cứ để mặc bọn họ tranh đấu đi, ha ha, chúng ta cũng nên tới thiên giới đảo rồi. Vũ Sung Tiêu chậm rãi đứng dậy. Một bộ giáp vàng bên cạnh bay tới, khéo léo che giấu đi dáng vẻ của cặp núi đôi đáng tự hào kia. Trở thành bộ ngực bằng phẳng của một người đàn ông. Thông báo cho Tiêu Phi Yên tới đây đi, tôi có chuyện cần nói với bà ta. Diệp Bắc Minh dặn dò Nghê Hoàng hai câu xong liền đẩy ra cánh cửa của hoa tộc tổ địa rồi đi vào. Ánh mắt của Nghê Hoàng trở nên nghiêm túc. Diệp Bắc Minh lúc này gọi Tiêu Phi Yên trở lại đại khái là vì muốn thay thế Lục Thiên Thần. Thậm chí cô ta còn đoán được anh muốn thành lập một thần quốc cho hoa tộc. Suy nghĩ một hồi cô ta mới lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc và thông báo những gì đã xảy ra tại đế cung. Làm xong tất cả những việc này, ánh mắt Nghê Hoàng đảo qua nhìn Đường Lạc Âm, cô Đường à, không biết cô và cậu Diệp quen biết nhau như thế nào? Chuyện của hoa tam thế là thế nào? Có thể nói cho tôi biết được không? Đường Lạc Âm trần trừ một lúc mới mở lời, Nghê Hoàng, cô có quan hệ gì với anh Diệp? Nghê Hoàng mỉm cười đáp, tôi là thánh nữ ma tộc tại đại lục hỗn độn, trước đó cậu Diệp đã được thánh vật của tộc chúng tôi lựa chọn trở thành thủ lĩnh thế hệ tiếp theo của ma tộc. Cô nói xem mối quan hệ giữa chúng tôi là gì đây? Đường Lạc Âm nghe vậy thì sững người. Trong mắt cô ánh lên một tia lạc lõng. Ngẫm lại cũng đúng. Với dung mạo và địa vị của Nghê Hoàng, lại luôn kề cận với anh Diệp. Thì mối quan hệ giữa họ sao có thể bình thường được đây? Nhìn thấy biểu cảm này của Đường Lạc Âm, Nghê Hoàng khẽ cười, được rồi cô Đường à, cô cũng đừng nản lòng. Bên cạnh Bắc Minh còn có rất nhiều phụ nữ, anh ấy còn có hai cô con gái nữa. Mọi người đều là phụ nữ với nhau, vậy tôi cứ nói thẳng vậy, nếu cô cũng thích anh ấy tôi sẽ không để ý. Ngược lại hoa tam thế gì đó, cô đã biết nó ở trên thiên giới đảo thì hoàn toàn có thể tự mình đi tìm. Như cô thấy đó, tình hình ở đây rất phức tạp, anh Diệp có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Hơn nữa anh ấy còn có chuyện liên quan tới sư phụ, sư tỷ, việc của hoa tộc đều chưa xử lý xong, thời gian 10 ngày chưa chắc đã đủ. Nghê Hoàng nghĩ thầm nếu có thể thuyết phục Đường Lạc Âm rời đi là kết quả tốt nhất. Đường Lạc Âm khẽ cắn cánh môi đỏ mọng, im lặng mà gật đầu. Dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Nghê Hoàng nhanh chóng chuyển đề tài, đúng rồi, hai người gặp nhau như thế nào vậy? Chuyện về hoa tam giới cô còn chưa nói đó. Đường Lạc Âm không chút giấu giếm thuật lại chuyện mình đã cứu mạng bố mẹ của Diệp Bắc Minh cho Nghê Hoàng nghe. Hơn nữa cô chỉ còn sống được chưa đầy một tháng, nên liền đem chuyện cần hoa tam thế để cứu mạng nói ra. Hả? Nghê Hoàng hoàn toàn rối bời. Có chút không biết phải làm sao, cô chỉ còn sống được một tháng. Ừ. Đường Lạc Âm gật đầu. Tôi, Nghê Hoàng tự trách ghê gớm, vội vàng xin lỗi, cô Đường, xin lỗi cô, tôi không biết. Không sao đâu. Đường Lạc Âm cười lắc đầu, tôi cảm thấy cô nói rất đúng, thiên giới đảo chỉ còn lại 10 ngày. Anh Diệp lại bận rộn như vậy, với thực lực của anh ấy,
mặc dù xác suất cao có thể đến thiên giới đảo nhưng chưa chắc đã tiến được vào dị hỏa tông. Cho dù anh ấy có thể tiến vào dị hỏa tông, nhưng hoa tam giới quý giá như vậy họ có thể nhường lại cho tôi sao? Tôi vẫn là nên không làm khó anh Diệp nữa. Vừa nói Đường Lạc Âm vừa lau khóe mắt. Rồi nở nụ cười với Nghê Hoàng, cảm ơn chị, Nghê Hoàng, là chị đã giúp tôi nhìn rõ tình huống. Thay tôi nói lại với anh Diệp là hãy tha thứ cho tôi vì không từ biệt. Nói xong Đường Lạc Âm liền quay người đi về phía truyền tống trận. Trong lòng Nghê Hoàng ngập tràn hối hận, cô ta căn bản không ngờ tới thân thế của Đường Lạc Âm lại thảm thương như vậy, vội vã hét lên, Lạc Âm à, em đừng đi. Em chỉ còn lại một tháng, sẽ chết người đó. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi chỉ là muốn em rời ra cậu Diệp, Lạc Âm à, đừng. Vừa hét, Nghê Hoàng vừa điên cuồng lao tới phía trước truyền tống trận. Đáng tiếc là vẫn muộn một bước. Đường Lạc Âm ngoan cố kích hoạt truyền tống trận, trong nháy mắt một nguồn sức mạnh cuốn tới, quét bay Nghê Hoàng khỏi màn sáng. Mà bóng dáng của Đường Lạc Âm cũng đã biến mất. Dĩ nhiên Diệp Bắc Minh không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Lúc này, anh đứng trước bia mộ của các sư phụ, con đã mang linh hồn của các sư tỷ trở về rồi. Không chỉ vậy, tu tộc cũng đã bị Đồ Nhi tiêu diệt hoàn toàn, giờ đây trên đại lục hỗn độn có lẽ không còn thứ gì có thể đe dọa Đồ đi nữa. Hơn trăm ngôi mộ dung chuyển theo. Nghe thấy giọng nói của Diệp Bắc Minh, thần hồn của tất cả các sư phụ đều lao ra, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Đồ Nhi, những gì con nói là thật sao? Vâng ạ. Diệp Bắc Minh gật đầu khẳng định. Giải thích mọi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Biểu cảm trên khuôn mặt của các sư phụ đều khác nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và ngỡ ngàng. Không ngờ con thực sự đã làm được. Chúng ta suy đoán, hy sinh mấy vị sư tỷ của con để kiếm càn khôn chấn ngục hóa thành trạng thái mạnh nhất, con chỉ cần tăng cấp thêm một chút nữa là đủ tự bảo vệ mình rồi. Đồ Nhi, con đã mang lại cho chúng ta quá nhiều niềm vui bất ngờ rồi. Hơn trăm vị sư phụ đều xúc động vô cùng. Nhưng Diệp Bắc Minh lại không thể vui nổi, anh lắc đầu, các sư phụ, lần sau đừng làm như vậy nữa. Có chuyện gì, có việc gì, cứ nói thẳng với Đồ Nhi. Đồ Nhi không muốn nhìn thấy việc phải hy sinh những người thân bên cạnh nữa. Vì vậy, xin các sư phụ hãy nhớ kỹ. Những lời này, Diệp Bắc Minh nói rất kiên quyết. Tất cả các sư phụ đều im lặng. Một lúc sau, gật đầu. Giáo phụ nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ hơi áy náy, thần nhi, sư phụ rất xin lỗi. Đây là một phần trong kế hoạch của chúng ta, để truyền thừa của hoa tộc có thể kéo dài, không phải lẩn trốn nữa, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp này. Nếu không phải chúng ta bị hủy thể xác, lần trước tế kiếm ở lò đúc kiếm của Ngự Kiếm Tông chắc chắn không phải các sư tỷ của con, mà là 99 vị sư phụ của con. Giáo phụ tiết lộ bí mật kinh người này. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên, sư phụ. Liệu có đáng không? Ha 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 ha. Giáo phụ nở nụ cười, lắc đầu, chỉ cần thanh kiếm đó có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, có thể trở thành cánh tay phải của con. Có thể giúp hoa tộc hưng thịnh trở lại, mạng sống của các sư phụ có đáng là bao? Chúng ta đã tính toán tất cả, chỉ là không ngờ con thực sự quá mạnh. Vận khí, thực lực, thiên phú của con, vượt xa kế hoạch của chúng ta. Ban đầu chúng ta dự tính mất một vạn năm mới có thể quay lại đại lục hỗn độn. Nhưng con chỉ mất chưa đầy 10 năm. Đây là điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Cũng làm đảo lộn tất cả kế hoạch của chúng ta, nên mới có tình huống ngày hôm nay. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi. Nếu không có sự tồn tại của tháp càn khôn chấn ngục, anh chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Có lẽ vẫn đang ẩn náu phát triển ở Côn Lôn Hư hoặc thế giới cao võ. Chính vì tháp càn khôn chấn ngục mới khiến anh liên tục tạo nên kỳ tích. Liên tục lật đổ vị diện. Nghiền nát tất cả. Đột nhiên, vua tàn sát hỏi, Đồ Nhi, sau này con có kế hoạch gì? Tù tộc bị tiêu diệt, mấy đại vương tộc khác có lẽ không có tâm xưng đế, con có muốn thành lập thần quốc hoa tộc không? Giáo phụ gật đầu theo, Đồ Nhi, chỉ cần con gật đầu. Con chính là thần đế khai quốc của thần quốc hoa tộc, lưu danh sử sách. Nhận lệnh của trời, trường thọ hưng thịnh. Cho dù Diệp Bắc Minh không có lòng xưng đế. Nghe thấy tám chữ này. Cũng không nhịn được hít thở dồn dập. Chỉ cần là đàn ông, có lẽ không ai nghe thấy tám chữ này mà không xúc động. Một lúc sau, Diệp Bắc Minh lắc đầu, các sư phụ, xin tha thứ cho Đồ Nhi không biết tranh giành ham hư vinh. Đồ Nhi, thật sự không có lòng xưng đế. Tại sao? Nghe câu này, các vị sư phụ đều sửng sốt. Diệp Bắc Minh cười giải thích, thứ nhất,
Đồ Nhi không có hứng thú với quyền lợi, chỉ muốn bảo vệ người thân yêu nhất. Thứ hai, con người của Diệp Bắc Minh ngưng lại, nhìn về phía Đại Lục Bổn Nguyên, Đồ Nhi không cam lòng mãi ở lại Đại Lục Bổn Nguyên, muốn đi xem nơi võ đạo phồn thịnh hơn. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng hơn. Chỉ khi thực lực mạnh hơn, mới có tư cách đứng vững ở giới tu võ của rừng rậm pháp tắc. Cho dù hôm nay con thành lập thần quốc hoa tộc, ngày mai cũng có thể có người diệt được thần quốc hoa tộc. Mấy ngàn vạn năm trước, ba người trẻ tuổi từ thế giới bổn nguyên đến còn có thể lật đổ hoa tộc đang ở đỉnh cao, thành lập thần quốc thì có ích gì chứ? Thực lực không đủ mạnh, tất cả những thứ này đều vô nghĩa. Nói xong một tràng. Điều khiến Diệp Bắc Minh bất ngờ là, trăm vị sư phụ đều cười lớn, ha 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 ha. Thần nhi, trong người con quả nhiên chảy dòng máu hoa tộc của chúng ta. Anh còn tưởng các sư phụ sẽ thất vọng. Không ngờ các sư phụ không những không thất vọng, mà còn, có chút vui mừng. Sư phụ, mọi người. Ha ha ha, thần nhi, con có biết suy nghĩ của Diệp Quân Lâm năm xưa cũng giống con không? Khuôn mặt giáo phụ đầy ý cười. Diệp Bắc Minh sửng sốt, ý của giáo phụ sư phụ là. Giáo phụ giải thích, năm đó, bất kỳ chủng tộc nào trong tám đại vương tộc đều có sức mạnh thành lập thần quốc. Con có biết tại sao chỉ có Lục Thiên Thần thành công không? Chẳng phải vì các vương tộc khác của chúng ta không thèm khuất phục ở đại lục hỗn độn nhỏ bé này sao? Mục tiêu của chúng ta là thế giới bổn nguyên cao hơn, nếu không vì một biến cố, thiên kiêu hoa tộc của chúng ta chắc chắn đã có vô số người lên được đảo thiên giai rồi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn choáng váng, lẩm bẩm hỏi, nếu đã vậy, tại sao vừa rồi sư phụ lại bảo con thành lập thần quốc hoa tộc? Trăm vị sư phụ nhìn nhau mỉm cười. Trên mặt mang nụ cười nhẹ. Nếu con có lòng xưng đế, chúng ta sẽ là phụ thần khai quốc của thần quốc. Nếu con hướng tới võ đạo, chúng ta sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Trăm vị sư phụ đồng thanh nói. Diệp Bắc Minh xúc động rơi nước mắt, sư phụ, mọi người. Hóa ra đã sớm tính toán hết mọi thứ. Vua Tàn Sát hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, nhóc con, chúng ta đã bày mưu tính kế mấy ngàn vạn năm. Sao 10 năm của con có thể đoán được, nhìn thấu được chúng ta chứ? Nhớ kỹ, sư phụ của con mãi mãi là sư phụ của con. Diệp Bắc Minh gật đầu mạnh mẽ. Đột nhiên, lời của giáo phụ chuyển hướng, thần nhi, con thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đến đảo thiên giai lần nữa, thực sự sẽ cô đơn một mình. Sẽ không còn những sắp xếp của sư phụ nữa, sẽ không còn ai âm thầm giúp con, càng không có ai ra tay cứu giúp khi con gặp nguy hiểm. Tất cả, đều chỉ có thể dựa vào bản thân con thôi. Con đường phía trước, sẽ khó đi hơn con đường 30 năm qua trong đời con. Sẽ rất khổ, rất mệt mỏi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc. Phía trước đầy chông gai, sau lưng anh không còn ai nữa. Cũng không thể dựa vào sự giúp đỡ của 99 vị sư phụ nữa, anh đã bước lên phía trước 99 vị sư phụ. Tất cả, đều chỉ có thể dựa vào chính anh. Sư phụ. Đồ Nhi đã lớn rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, như người ta thường nói, 30 mà lập. Từ giờ trở đi, Đồ Nhi có thể tự gánh vác mọi thứ. Nhận được câu trả lời của Diệp Bắc Minh, trăm vị sư phụ rất hài lòng. Đan đế bất hủ vẫy tay một cái, Thanh Tử, con lại đây. Nguyễn Thanh Tử vẫn đứng ở cách đó không xa, lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, nhìn thấy đan đế bất hủ vẫy tay, nhanh chóng đi đến, sư phụ, có Thanh Tử. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, cô Nguyễn, sư phụ, có chuyện gì vậy? Đan đế bất hủ cười sằng sặc, ha ha ha, Đồ Nhi, đây là sư muội mà vi sư mới thu nhận cho con. Ban đầu, còn có Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng cũng không tệ. Tiếc là, một người đã có sư phụ rồi, chúng ta không tiện cướp người yêu của người ta. Người kia, tương lai sẽ kế thừa mị tộc, chúng ta làm sao có thể để chủ nhân của một tộc làm đệ tử của mình chứ? Vì vậy, chỉ còn mỗi Thanh Tử thôi. Nghe xong lời giải thích của đan đế bất hủ. Trời ơi! Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Nguyễn Thanh Tử cười tinh nghịch, chắp tay, sư huynh, Thanh Tử có lễ. Mong sư huynh chỉ bảo nhiều hơn. Diệp Bắc Minh đưa tay xoa đầu cô ấy, sau này phải nghe lời sư huynh biết không? Tất nhiên rồi, Thanh Tử ngoan nhất mà. Nguyễn Thanh Tử cười lộ lúm đồng tiền, để lộ một đôi răng nanh nhỏ. Giáo phụ như nhớ ra điều gì? Lên tiếng nhắc nhở, đúng rồi, Đồ Nhi, sư phụ còn phải nhắc con một chuyện nữa. Thần hồn của các sư tỷ con vốn là ý thức sinh ra sau khi luân hồi, nếu con muốn phục sinh họ thì không thể dùng tượng đài định hình linh hồn. Nghe câu này,
Sắc mặt Diệp Bắc Minh đại biến, không thể dùng tượng đài định hình linh hồn. Anh vốn định tạo tượng đài định hình linh hồn cho các sư tỷ. Nuôi dưỡng sức mạnh thần hồn của họ trong nghĩa địa hỗn độn, có thể mất thời gian khá lâu. Nhưng sớm muộn gì cũng có thể ngưng tụ thân thể phục sinh cho họ. Giáo phụ sư phụ lại nói, họ không thể ngưng tụ tượng đài định hình linh hồn. Đúng vậy. Giáo phụ gật đầu, nhưng còn một cách khác. Cách gì? Diệp Bắc Minh thở gấp. Giáo phụ nhíu mày, có chút do dự, mẫu thạch hỗn độn. Chỉ cần con tìm được vật này, có thể dùng mẫu thạch hỗn độn tạo ra thân thể máu thịt cho họ. Trời ơi! Diệp Bắc Minh kích động suýt nhảy dựng lên, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trên người anh có một mẫu thạch hỗn độn to như vậy. Đủ dùng rồi. Vừa định thốt ra. Tiếng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, nhóc con. Đừng nói bừa, mẫu thạch hỗn độn cực kỳ quý hiếm, ngay cả những thế lực trên đảo thiên giai ở thế giới bổn nguyên cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tranh đoạt. Tuy sư phụ của cậu sẽ không hại cậu, nhưng khó đảm bảo họ sẽ không gặp chuyện gì, bị động tiết lộ bí mật. Diệp Bắc Minh kìm nén sự kích động. Chuyển giọng, sư phụ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tìm được mẫu thạch hỗn độn là được rồi ư? Giáo phụ lắc đầu, thần nhi, có lẽ con không biết mẫu thạch hỗn độn có ý nghĩa gì. Vật này, cực kỳ quý giá, con lục soát cả thế giới bổn nguyên cũng chưa chắc tìm được một mảnh nhỏ. Hơn nữa, chỉ dựa vào mẫu thạch hỗn độn mà không có tinh huyết của hỗn độn thể thì không thể ngưng tụ thân thể máu thịt từ hư không được. Hỗn độn thể, ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, đó lại là gì vậy? Giáo phụ mỉm cười, rất kiên nhẫn, giống như lúc trước dạy Diệp Bắc Minh tập võ ở Côn Lôn hư, đây là một thể chất mạnh mẽ chấn động cổ kim. Vị diện cấp thấp, có thể sinh ra thể chất như kiếm tâm chi thể, thiên sinh độc thể, huyền băng chi thể. Chúng đều có sở trường riêng trong võ kỹ công pháp thuộc tính kiếm đạo, độc đạo, băng hệ, có thể vượt xa người khác. Hỗn độn thể chuyên thuộc về vị diện đỉnh cấp, chỉ có thế giới bổn nguyên mới có thể sinh ra loại thể chất mạnh mẽ này. Nói đến đây, giáo phụ dừng lại một chút, còn đến đảo thiên giai sẽ biết, sẽ có đủ loại thể chất mạnh mẽ xuất hiện. Có người có vận khí không kém con, họ đều là con cưng của vận khí từ các vị diện. Tóm lại, nếu con có được tinh huyết của hỗn độn thể, lại dùng mẫu thạch hỗn độn chắc chắn có thể tái tạo thân thể cho các sư tỷ của con. Hơn nữa còn có thể bồi dưỡng ra 7 hỗn độn thể liền một mạch. Diệp Bắc Minh đăm chiêu gật đầu. Cũng may còn có cơ hội làm 7 vị sư tỷ sống lại. Thần hồn của họ ở nghĩa địa hỗn độn cũng đủ an toàn. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh khẽ động ý niệm trong đầu, lấy thần hồn của 3 người Lâm Thương Hải, Lạc Chính Hùng, Tô Giao ra khỏi nghĩa địa hỗn độn. Sư phụ, Lâm Thương Hải là bạn của con, từng hy sinh ở Côn Lôn hư. Lạc Chính Hùng, Tô Giao là cha mẹ của đại sư tỷ, để họ dưỡng hồn ở tổ địa đi. Chuyện nhỏ. Giáo phụ cười nhạt, dưới tổ địa có long mạch thượng cổ, cho dù thêm 100 tượng đài định hình linh hồn nữa cũng đủ. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh rời khỏi tổ địa. 2 bóng người đứng trên tế đàn nghênh đón, chính là Tiêu Phi Yên và Nghê Hoàng. Thấy Diệp Bắc Minh bước ra từ tổ địa hoa tộc, Tiêu Phi Yên mặc một bộ cung trang uy nghiêm, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, Diệp Bắc Minh, chúc mừng cậu. Tù tộc đã bị tiêu diệt, với thực lực hiện tại của cậu, nhìn khắp đại lục hỗn độn không ai là đối thủ của cậu nữa. Bổn hậu đã chờ cậu lâu rồi, muốn giết muốn lăng trì. Tùy cậu muốn làm gì. Chỉ mong cậu cho bổn hậu một cái chết vẻ vang. Nói xong, Tiêu Phi Yên nhắm mắt lại, một dòng lệ trong vắt tuôn ra. Bà ta biết, Diệp Bắc Minh muốn thành lập thần quốc hoa tộc, bà ta là thần hậu chắc chắn phải chết. Cho dù phải chết, bà ta cũng muốn chết một cách tử tế. Vì vậy, bà ta đã mặc lên người một bộ cung trang nặng nề. Diệp Bắc Minh sửng sốt, tôi nói muốn giết bà bao giờ? Hả? Tiêu Phi Yên kinh ngạc mở mắt ra. Nước mắt còn chưa kịp lau khô, cậu. Không giết tôi thì làm sao thành lập thần quốc hoa tộc? Diệp Bắc Minh mỉm cười, lắc đầu, thứ nhất, tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với việc thành lập thần quốc hoa tộc. Thứ hai, bà cứ tiếp tục làm thần hậu của bà, nhưng có một điều là hoa tộc và ma tộc phải nhận được đãi ngộ cao nhất của thần quốc hỗn độn. Tiêu Phi Yên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cậu nói thật chứ? Bà thấy tôi có vẻ gì là đang đùa sao? Diệp Bắc Minh nhìn bà ta. Tiêu Phi Yên vui mừng đến rơi nước mắt, ngực phập phồng dữ dội. Mãi một lúc sau mới bình tâm lại, nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đến thế giới bổn nguyên. Không sai, Diệp Bắc Minh gật đầu. Có được đáp án,
Tiêu Phi Yên hoàn toàn yên tâm. Tên này không để tâm đến đại lục hỗn độn, cũng không hứng thú với quyền lợi. Mình an toàn rồi. Tiêu Phi Yên thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Bắc Minh, cậu yên tâm, một ngày Tiêu Phi Yên tôi làm thần hậu của thần quốc hỗn độn, hoa tộc và ma tộc sẽ mãi mãi làm vương. Diệp Bắc Minh thốt ra một câu, hy vọng bà giữ lời hứa. Tiêu Phi Yên rời đi. Cô Đường đâu, sao không thấy cô ấy? Lúc này Diệp Bắc Minh mới phát hiện, Đường Lạc Âm không có ở đây. Nghe Hoàng đỏ mắt, nói nhỏ, Diệp đại ca, xin lỗi, tôi là một người phụ nữ xấu xa. Tôi nói với cô Đường một câu, tôi muốn cô ấy chủ động rời xa anh. Không ngờ cô Đường chỉ còn một tháng nữa, cô ấy không muốn làm vướng víu anh, tự mình bỏ đi rồi. Cái gì? Mí mắt Diệp Bắc Minh giật mạnh. Đường Lạc Âm uống huyết hồn đan, đốt cháy tuổi thọ. Chỉ còn một tháng cuối cùng, nếu không tìm được Hoa Tam Thế, cô ta chắc chắn phải chết. Nhóc con này lại tự mình bỏ đi. Chỉ có trên đảo Thiên Giai mới có Hoa Tam Thế, với thực lực của cô nhóc này làm sao có cơ hội lên đảo Thiên Giai chứ? Cô ta tự rời đi, chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Nghe Hoàng, cô! Nghe Hoàng đã khóc đến mức nước mắt đầm đìa, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đầu gối đập mạnh xuống sàn, máu tươi tuôn ra, Diệp đại ca, xin lỗi. Thật sự xin lỗi, bên cạnh anh có quá nhiều phụ nữ. Không có chỗ đứng cho tôi chỉ muốn bớt đi một đối thủ cạnh tranh, tôi thực sự không ngờ cô ấy chỉ còn thời gian một tháng. Tôi hối hận rồi, hu hu hu, Diệp đại ca, tôi xin lỗi. Cô ta thật sự biết sai rồi. Hối hận rồi. Chỉ vì một chút lòng ghen tuông nhỏ nhoi, lại suýt hại chết một người. Vừa nói xong, Nghê Hoàng rút ra một con dao găm, hướng về phía cổ mình, tôi dùng mạng của mình, để trả nợ cho cô Đường. Ngay khoảnh khắc con dao găm sắp cắt đứt cổ họng Nghê Hoàng, Diệp Bắc Minh giơ tay nắm lấy lưỡi dao. Xoẹt! Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ váy dài của Nghê Hoàng. Diệp đại ca! Nghê Hoàng sợ đến sửng sốt, vội vàng buông dao găm ra. Diệp Bắc Minh cũng nhìn ra, con dao găm này vô cùng sắc bén. Nghê Hoàng thực sự muốn tìm đến cái chết. Anh giận dữ gầm lên, Nghê Hoàng, cô đang làm gì vậy? Cô thực sự muốn chết sao? Bị Diệp Bắc Minh quát mắng, Nghê Hoàng lập tức khóc òa, là tôi hại chết cô Đường, chỉ có thể lấy mạng đền mạng thôi. Tôi không cố ý mà, tôi thực sự không ngờ tình hình của cô ấy nghiêm trọng như vậy. Tôi không muốn biến thành một người phụ nữ xấu xa trong lòng anh, Diệp đại ca hãy để tôi chết đi. Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ. Nghê Hoàng, cho dù cô chết thì có thể cứu cô Đường trở về không? Lùi một vạn bước mà nói, cô Đường cũng chưa đến mức chắc chắn phải chết. Diệp đại ca, thật sao? Đôi mắt Nghê Hoàng lóe lên tia kích động, nhìn Diệp Bắc Minh đầy hy vọng. Diệp Bắc Minh đang trao đổi với tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiểu tháp, có thể tìm ra vị trí của Đường Lạc Âm không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, cô ta đã rời khỏi đại lục hỗn độn, bổn tháp đã truy tìm được khí thức của cô ta. Có lẽ đã trở về thế giới bổn nguyên rồi. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nếu bây giờ chúng ta đến thế giới bổn nguyên, có thể tìm được cô ấy không? Không thành vấn đề. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời khẳng định, tôi có thể dùng vạn lý truy tung. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, ông không sợ bị lộ sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười khẽ, nhóc con, tôi ở đại lục hỗn độn, thần giới lo lắng bị lộ, là vì có người từ thế giới bổn nguyên giám sát. Nhưng mà... Thế giới bổn nguyên quá lớn, bọn chúng theo dõi một vị diện nhỏ thì dễ, muốn giám sát cả thế giới bổn nguyên căn bản là không thể nào. Diệp Bắc Minh đột nhiên hiểu ra. Để Nghê Hoàng bớt cảm giác tội lỗi, anh trực tiếp nói, Nghê Hoàng, chúng ta còn một tháng. Chỉ cần trong vòng một tháng tìm được cô Đường, cô ấy vẫn còn cơ hội sống. Được, được, Nghê Hoàng liên tục gật đầu, như bám víu vào một tia hy vọng, Diệp đại ca, anh muốn tôi làm gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở một câu, nhóc con, bổn tháp đề nghị cậu vẫn nên tìm Hoa Tam Thế trước, rồi hãy đi tìm Đường Lạc Âm. Dù sao, cuộc chiến đảo Thiên Giai chỉ còn 10 ngày cuối cùng, nếu cậu tìm Đường Lạc Âm trước rồi mới đi tham gia cuộc chiến đảo Thiên Giai e là không kịp. Diệp Bắc Minh gật đầu suy nghĩ. Nói với Nghê Hoàng ý định của mình, chuẩn bị đến đảo Thiên Giai trước. Chỉ cần có tư cách lên đảo, anh sẽ đến Dị Hỏa Tông một chuyến nữa, bất kể là trao đổi hay trực tiếp cướp đoạt. Nhất định phải có được Hoa Tam Thế. Nghê Hoàng vừa băng bó vết thương cho Diệp Bắc Minh, vừa kinh ngạc nói, Diệp đại ca, anh thực sự có thể nắm chắc lên được đảo Thiên Giai sao? Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, ồ,
chẳng lẽ cô cũng biết đảo thiên giai? Nghe Hoàng gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cô ta mới chậm rãi nói, đảo thiên giai mỗi trăm năm mở ra một lần đại chiến, tuyển chọn các tu võ giả có thiên phú cực mạnh từ các giới. Trước đây đại lục hỗn độn của chúng ta cũng có người tham gia, đáng tiếc là... Nói xong, sắc mặt Nghê Hoàng có chút xấu hổ. Diệp Bắc Minh truy hỏi, đáng tiếc điều gì? Nghê Hoàng ho khan vài tiếng, khụ khụ. Đáng tiếc bao nhiêu năm nay, đại lục hỗn độn không có một ai đủ tư cách lên đảo thiên giai. Một người cũng không có ư. Diệp Bắc Minh sửng sốt, khóe miệng giật giật. Cũng quá khoa trương rồi đó. Tổng hợp thực lực của đại lục hỗn độn hẳn là không yếu. Bao nhiêu năm nay, lại không có một ai lên được đảo thiên giai sao? Điều này giống như người bình thường nghe nói, cả nước không có một thí sinh nào thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại vậy, quá vô lý. Nghe Hoàng nghiêm túc gật đầu, Diệp đại ca, tôi nói thật. Lúc đầu các thế lực lớn ở đại lục hỗn độn còn cực kỳ hướng về đảo thiên giai, sau này lâu dần thì hoàn toàn từ bỏ. Dù sao, đại lục hỗn độn nằm ở vùng biên giới của thế giới bổn nguyên, được gọi là tinh vực man hoang. Diệp Bắc Minh cau mày, vậy cô có biết làm sao để đến tham gia cuộc chiến đảo thiên giai không? Nghê Hoàng trả lời, tất nhiên là biết. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng bước ra từ một truyền tống trận. Nhìn quanh bốn phía, hai người lại đứng trên một hòn đảo lơ lửng giữa hư không. Hòn đảo không lớn, chu vi chỉ khoảng 10 dặm, truyền tống trận nằm ngay chính giữa đảo. Đến rồi, chúng ta đã ra khỏi tinh vực man hoang. Coi như đã đến vùng biên giới của thế giới bổn nguyên. Nghê Hoàng vừa nói xong. Đột nhiên, ánh mắt nhìn về một phía, hoàn toàn sửng sốt. Oa, con rùa to quá. Phía trước, một con rùa khổng lồ nằm sấp giữa hư không. Trên mai rùa có một tòa cung điện cao chót vót như tòa nhà chọc trời, có đến hàng trăm tầng. Liên tục có các tu võ giả bước ra từ truyền tống trận, trong đó một người đàn ông nghe lời nói của Nghê Hoàng liền hừ lạnh một tiếng, rùa. Gà rừng nào mà vô tri thế? Anh, Nghê Hoàng vừa tức giận vừa xấu hổ. Ở đại lục hỗn độn, dù sao cô ta cũng là thánh nữ ma tộc. Lúc này, lại trở thành gà rừng trong mắt người khác sao? Người đàn ông nhếch miệng cười, sao thế? Chỉ là một tên bổn nguyên cảnh sơ kỳ cũng dám trừng mắt với bổn công tử à? Một cỗ uy áp xuyên thấu xông ra. Thần quân cảnh, sơ kỳ. Nghê Hoàng căn bản không chịu nổi, thân thể run lên. Khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Ha 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 ha, chỉ có vậy thôi sao? Đồng bọn cùng đến với người đàn ông kia không nhịn được cười lớn. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, che chở trước mặt Nghê Hoàng, đối mặt với uy áp thần quân cảnh, miệng thốt ra hai chữ, xin lỗi bạn tôi. Xung quanh yên lặng một lúc. Các tu võ giả xung quanh đều trợn to mắt, khí tức trên người Diệp Bắc Minh ở trên dưới thần hoàng cảnh. Lại bắt một người thần quân cảnh phải xin lỗi sao? Đồ dã nhân, mày nói cái gì? Người đàn ông thần quân cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chỉ bằng mày, một tên phế vật đến từ tinh vực man hoang, cũng xứng để bàng sát tao nói xin. Một câu còn chưa nói hết. Bịch, một tiếng động trầm thấp vang lên. Các tu võ giả xung quanh còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thân thể bàng sát đã bị đánh bay. Mạnh mẽ đập xuống mặt đất cách đó trăm mét, cuốn lên khói bụi mịt mù. Còn Diệp Bắc Minh đứng ở vị trí ban đầu của bàng sát, lắc lắc bàn tay, cho mày cơ hội cuối cùng, xin lỗi đi. Hùng hồn có lực, nói năng có khí phách. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Mẹ kiếp, mình đang mơ à, thần hoàng cảnh tát một cái đã đánh bay thần quân cảnh. Quá nghịch thiên rồi. Đệt, mày muốn chết phải không? Bàng sát gầm lên một tiếng, xông ra từ đám bụi, khuôn mặt sưng phù như đầu heo. Vừa định ra tay. Hai lão giả mặt vàng khô từ trên trời giáng xuống. Một cỗ khí tức khủng bố nghiền ép tới, dám động thủ ở đây. Nhóc con cậu không muốn sống nữa à? Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Thần quân cảnh đỉnh phong. Bàng sát lập tức như quả bóng xì hơi, sắc mặt trắng bệch giải thích, mấy vị tiền bối hiểu lầm tôi rồi. Là tên nhóc kia động thủ trước, nếu không phải hắn ra tay đánh người thì tôi cũng sẽ không động thủ ở đây. Mắt hắn ta hung tợn trừng Diệp Bắc Minh. Đỏ ngầu. Muốn giết người. Lão Phu không thấy hắn động thủ, ngược lại khí thế của cậu rất hung hăng, cậu muốn làm gì? Một lão giả lạnh giọng nói. Bàng sát oan ức chỉ vào mặt mình, tiền bối, nếu hắn không động thủ thì nửa khuôn mặt này của tôi là do ai đánh chứ? Lão giả cười một tiếng đầy ẩn ý, nhóc con, ý của cậu là lão Phu nói sai ư? Lạnh lẽo.
thấu xương, tử vong. Ba cỗ khí tức đồng thời ập tới. Không, đồng tử của Bàng Sát có rút mạnh, vội vàng lắc đầu, tiền bối không sai, là tôi sai rồi. Là vừa rồi tự tôi bất cẩn ngã đập chúng. Như vậy mới đúng, lão giả cười một tiếng đầy ẩn ý, rất hài lòng với câu trả lời này. Quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Bắc Minh, lão phu phụ trách con thuyền này đưa các người đến dưới đảo Thiên Giai. Lão phu không muốn xảy ra chuyện gì, nếu ai làm lão phu không vui, thì đừng trách lão phu làm người đó không thoải mái. Nói xong, hai lão giả trực tiếp rời đi. Bàng Sát nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sát ý không hề che giấu, đồ dã nhân, mày gan lắm. Bàng Sát, tao nhớ kỹ mày rồi, không sợ chết thì cứ theo tao lên thuyền, cho dù mày xoay người bỏ chạy thì bố mày cũng có vạn cách tìm ra mày. Cái tát này, bố mày nhớ kỹ, chẳng bao lâu sẽ trả lại mày gấp trăm vạn lần. Hắn ta xoay người, chen vào hàng ngũ phía trước. Nghe Hoàng hơi lo lắng, Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Chờ chuyến sau nhé. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không sao, lên thuyền thôi. Hai người xếp hàng trước sau, nửa tiếng sau cuối cùng cũng đến lượt lên thuyền. Vé lên thuyền mỗi người 100 khối tinh thần thạch. Tinh thần thạch là gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Người đàn ông trung niên ngồi sau một cái bàn, như nhân viên ngân hàng nào đó không kiên nhẫn liếc nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, mày đến gây sự đúng không? Tinh thần thạch là gì cũng không biết, mày từ xó xỉnh nào đến vậy? Bàng Sát và những người khác đã nộp tinh thần thạch, vẫn chưa rời đi mà đứng ở cách đó không xa quan sát. Thấy Diệp Bắc Minh ngay cả tinh thần thạch cũng không nhận ra, Bàng Sát mắng một tiếng, đệt. Thằng ngu từ đâu ra vậy? Bố mày lại để loại hàng này đánh vào mặt, má nó. Nghe Hoàng vội vàng tiến lên, tiền bối, tôi có tinh thần thạch. Cô ta vội vàng đưa lên một cái nhẫn chữ vật. Người đàn ông trung niên quét thần niệm, bên trong có khoảng 230 khối tinh thần thạch. Lúc này ông ta mới lộ ra nụ cười hài lòng. Coi như cô biết điều. Ông ta ném cho Nghê Hoàng một cái lệnh bài, đây là phòng của các người, phòng đôi, tự đi đi. Nghê Hoàng nhận lấy lệnh bài, vội vàng cảm ơn, kéo Diệp Bắc Minh đi vào cửa lớn của cung điện. Vừa đi về phía phòng trên lệnh bài, vừa giải thích, Diệp đại ca, tinh thần thạch sinh ra trong hỗn độn. Không chỉ cực kỳ hiếm, mà bên trong còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn. Vật này có thể duy trì sự vận hành của truyền tống trận, cũng có thể để tu võ giả hấp thu bổ sung lực lượng bị mất trong cơ thể. Trong kho báu ma tộc của tôi cũng chỉ có hơn 1 vạn khối tinh thần thạch. Nói xong, Nghê Hoàng đưa cho Diệp Bắc Minh một cái nhẫn chữ vật, Diệp đại ca, bên trong có hơn 1.000 tinh thần thạch, anh cầm lấy dùng đi. Diệp Bắc Minh nhận lấy nhẫn chữ vật, thần niệm quét qua. Quả nhiên, một đống đá xám xịt nằm trong nhẫn chữ vật. Trên đó khí tức hỗn độn lưu chuyển, rất nhạt. Bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh ước tính, một khối tinh thần thạch nhỏ có năng lượng tương đương với một nhà máy điện hạt nhân trên trái đất. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh cũng không khách sáo, cất nhẫn chữ vật đi. Hai người dựa theo số phòng trên lệnh bài, rất nhanh đến trước cửa một căn phòng, lệnh bài áp lên một phù văn phía trên. Cạch. Cửa phòng mở ra, hai người bước vào nhìn. Không khỏi ngây người. Cái gọi là phòng đôi, chỉ có khoảng 10 mấy mét vuông. Hơn nữa, lại chỉ có một chiếc giường nhỏ. Nếu hai người ngủ trên đó, e rằng cả đêm phải dính sát vào nhau. Khuôn mặt của Nghê Hoàng hơi đỏ lên, Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, trong 3 ngày tới, cô ngủ trên giường đi, tôi ngồi trên ghế nghỉ ngơi là được. Anh trực tiếp đi đến bên cạnh, ngồi lên ghế thái sư. May mà trong phòng có nhà vệ sinh, tiện cho việc đi vệ sinh và tắm rửa. Nếu không 3 ngày này không biết sẽ trải qua thế nào. Nghê Hoàng ngượng ngùng nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mở miệng, Diệp đại ca, cái đó. Tôi muốn đi vệ sinh. Rồi, tắm một cái. Vừa rồi khí tức thần quân cảnh của Bàng Sát trực tiếp nhắm vào cô ta. Đây là lần đầu tiên Nghê Hoàng chịu đựng khí tức thần quân cảnh. Cộng thêm ở đại lục hỗn độn, thần quân cảnh gần như là sự tồn tại vô địch. Dưới áp lực kép, Nghê Hoàng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bây giờ cả người dính dính nhấp nháp. Hơn nữa lại quá căng thẳng, cảm giác muốn đi tiểu liên tục ập đến. Cô cứ tự nhiên. Diệp Bắc Minh thốt ra một câu, thần niệm tiến vào thế giới bên trong của tháp càn khôn chấn ngục. Nghê Hoàng nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, không lâu sau bên trong truyền ra một tràng tiếng nước dồn dập, sau đó vang lên một tiếng thở dài thỏa mãn. Bên trong lĩnh vực tuyệt đối.
Diệp Bắc Minh nhanh chóng xử lý dược liệu thượng cổ trong tay, đợi tất cả dược liệu xử lý xong, đổ hết vào trong đỉnh thái cực. Lửa cháy bùng lên. Ong! Bên trong đỉnh thái cực ầm ầm không ngớt, như ngàn quân vạn mã đang phi nước đại. Không biết qua bao lâu, âm thanh đột ngột dừng lại. Mở! Một tiếng quát nhẹ. Ngay khi đỉnh thái cực mở ra, 10 viên đan dược màu vàng óng như những mặt trời nhỏ bay lên giữa không trung. Năng lượng tỏa ra từ chúng khiến thân thể Diệp Bắc Minh nóng ran, máu cũng sôi trào theo. Đệt! Mình thực sự luyện thành kim tủy đan thượng cổ rồi sao? Phương thuốc luyện đan này có được ở ma cảnh, lại thu được một mớ dược liệu thời thượng cổ ở tổ địa hoa tộc. Nghe nói sau khi dùng đan này, có thể rèn luyện thân xác. Tăng cường rất lớn cho độ cứng của thân xác. Một con dao găm của Nghê Hoàng đã có thể cắt đứt máu thịt của mình. Một đao của thủy tổ ma đao suýt chút nữa diệt mình. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên tinh quang, nếu dùng đan này, liệu có thể khiến thân xác của mình đau thương bất nhập? Cứng rắn chống đỡ vũ khí thông linh không? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh nuốt luôn một viên kim tủy đan thượng cổ. Trong nháy mắt, dược lực của kim tủy đan thượng cổ sôi trào trong cơ thể. Giây tiếp theo, máu của Diệp Bắc Minh như sông Hoàng Hà vỡ đê, điên cuồng lao về khắp tứ chi trăm cốt. Diệp Bắc Minh nhắm chặt mắt, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Hô hấp cũng gấp gáp hơn. Thân thể rất khó chịu. Lúc này, Nghê Hoàng vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm thì thấy Diệp Bắc Minh đang ngồi trên ghế thái sư, cơ thể không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt đỏ bừng. Hơi thở cũng rất gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Diệp đại ca, anh làm sao vậy? Nghê Hoàng vô thức hỏi một câu. Đột nhiên, cô ta hiểu ra ngay lập tức. Mình vừa mới tắm ở bên trong, có lẽ động tĩnh quá lớn. Diệp Bắc Minh lại là một người đàn ông đang tuổi thanh xuân phơi phới, một nam một nữ ở chung một phòng, làm sao anh chịu nổi chứ? Diệp đại ca, tôi, gương mặt xinh đẹp của Nghê Hoàng ửng đỏ, nếu anh thực sự khó chịu, tôi có thể giúp anh. Anh đừng nhịn kẻo hỏng mất. Lúc này, trong lĩnh vực tuyệt đối. Dưới tác động mạnh mẽ của dược lực kim tủy đan thượng cổ, Diệp Bắc Minh cảm thấy cơ thể gần như muốn nổ tung. Quả nhiên đủ mạnh, những dược lực này đang điên cuồng rửa sạch máu thịt của mình, mới chỉ một viên mà thôi. Nếu ăn hết cả 10 viên, liệu có xảy ra biến chất không? Diệp Bắc Minh cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, vô cùng phấn khích. Lại uống thêm một viên kim tủy đan thượng cổ nữa. Phản ứng của cơ thể càng dữ dội hơn. Cơ bắp, xương cốt, mạch máu. Diệp Bắc Minh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Sau khi dùng 2 viên kim tủy đan thượng cổ, máu thịt như muốn nổ tung. Rất khó chịu. Nhưng Diệp Bắc Minh hoàn toàn không sợ dược lực của kim tủy đan thượng cổ. Viên đan dược thứ 3 cũng được nuốt một hơi. Đến đây đi. Nghê Hoàng nghe hai chữ này, như được khích lệ bởi điều gì đó, thân thể run rẩy bước đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Cô ta thở gấp, cơ thể vừa tắm xong đổ đầy mồ hôi thơm. Diệp đại ca, tôi, thật sao? Nghê Hoàng ngượng ngùng hỏi. Tôi chưa có kinh nghiệm. Đồng thời, trong một căn phòng khác, phòng khách rộng lớn, cửa sổ sát đất trong suốt, bàn ghế ấm chén đầy đủ, diện tích hơn 300 mét vuông. Bàng Sát ngồi trước bàn, một bàn tay đập mạnh xuống bàn, đệt. Không được, lùi một bước càng nghĩ càng tức, chết tiệt. Hắn ta vỗ bàn đứng dậy. Mày vừa nói tên dã nhân đó ở phòng nào, bây giờ bố mày phải đi giết nó. Thanh niên bên cạnh có chút do dự. Trong thời gian cuộc chiến ở đảo Thiên Giai, trên tinh thuyền có quy củ. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay, lỡ bị người ta phát hiện. Bàng Sát lạnh lùng cười, sợ gì chứ? Một tên phế vật từ tinh vực man hoang đến, chỉ là một tên dã nhân mà thôi. Sư phụ tao là trưởng lão Thiên Tuyệt Tông, có chuyện gì một mình tao gánh hết. Bọn mày chỉ cần canh ở cửa, những chuyện khác giao cho tao. Nói xong, trên mặt Bàng Sát lộ ra nụ cười gian xảo. Còn có con gà rừng kia, trông cũng không tệ, các người không muốn chơi à? Nghe lời này, mấy người kia hiểu ý mỉm cười, vậy để thằng nhóc đó chết trong phòng đi, qua 3 ngày mọi người xuống thuyền, ai biết là chúng ta ra tay chứ? Mấy người lập tức rời khỏi phòng, hướng về phía phòng của Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng. Khoảng một khắc sau, 3 người đến bên ngoài phòng của 2 người. Một người trong số đó cười gian xảo, chính là chỗ này. Bàng Sát giơ tay. Lấy ra một tấm gương bát quái, niệm mấy câu chú ngữ. Phù văn cổ xưa bộc phát. Trực tiếp phong tỏa không gian một khu vực bên ngoài phòng,
Bàng Sát rút ra một thanh huyền thiết trọng kiếm đen nhánh hung hăng đập vào cửa phòng. Choang, một tiếng, cửa phòng nổ tung. Bàng Sát ngay lập tức sững sờ. Chỉ thấy Nghê Hoàng đang ngồi trên hai chân của Diệp Bắc Minh, thở gấp ôm lấy Diệp Bắc Minh. Tuy hai người đều mặc quần áo, nhưng một cảnh tượng như vậy vẫn khiến huyết mạch người ta phun máu. A! À, Nghê Hoàng kinh hô một tiếng. Diệp Bắc Minh cũng bị động tĩnh đánh thức, khi mở mắt ra, trong nháy mắt cả người đông cứng tại chỗ. Cô Nghê, cô đang làm gì vậy? Tôi, Diệp công tử, chẳng phải anh nói. Nghê Hoàng thẹn thùng cực độ. Cô ta vừa mới ngồi lên người Diệp Bắc Minh, chuẩn bị tiến hành động tác tiếp theo. Bàng Sát đã xông vào. Ha ha ha, đôi chó má này, chơi cũng khá đẹp đấy. Bàng Sát cười tâu toét, không khách khí bước vào trong phòng. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, lại là mày. Nhìn cánh cửa phòng bị đập vỡ một cách không hề kiêng nể gì, anh lập tức hiểu rõ tất cả. Đồ phế vật, bố mày cho mày biết một sự thật, thà đắc tội Diêm Vương ra. Bàng Sát vô sỉ bước vào, cũng đừng đắc tội Bàng Sát tao. Khi vọt vào, huyền thiết trọng kiếm trong tay chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ôm Nghê Hoàng nghiêng người né tránh. Bịch, huyền thiết trọng kiếm nghiền ép xuống, ghế thái sư lập tức hóa thành bụi phấn. Mặt đất lập tức nổ tung, kiếm khí cuồn cuộn trong cả căn phòng. Nhát kiếm thứ hai liền quét ngang mà đến. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đặt Nghê Hoàng xuống, kiếm thiên ma xuất hiện trong lòng bàn tay, vung lên để chống đỡ. Một tiếng, đùng, vang lên, Bàng Sát lại bị chấn bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào bức tường hành lang. Làm sao có thể chứ? Sau lưng Bàng Sát đau nhức rát bỏng, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Một đòn toàn lực của mình ở cảnh giới thần quân sơ kỳ lại bị đối phương chặn lại, còn bị chấn lui ra ngoài. Muốn chết à? Diệp Bắc Minh giận dữ tột độ. Bàng Sát rõ ràng muốn ra tay giết người, đã chạm đến vảy ngược của anh. Tay cầm kiếm thiên ma trực tiếp đuổi theo, không khách khí chém xuống một kiếm. Gào! Một tiếng rồng ngâm vang lên, Bàng Sát kinh hãi nhìn thấy một con rồng máu từ trong phòng lao ra. Bịch! Huyền thiết trọng kiếm chặn lại lực lượng của rồng máu, hung hăng đánh vào ngực hắn ta. Rắc! Xương sườn trên ngực gãy vụn, hắn ta phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Cả người thảm hại bị đập vào bức tường phía sau. Hai đồng bọn canh cửa hoàn toàn sững sờ. Động tĩnh quá lớn, các tu võ giả trong các phòng lân cận đều lao ra. Kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Mày, thực lực của mày, sao lại mạnh như vậy? Mày không phải ở cảnh giới thần hoàng sao? Chẳng lẽ mày che giấu cảnh giới của mình? Mắt Bàng Sát đỏ ngầu, trong lòng toàn là sự sợ hãi. Diệp Bắc Minh như tử thần, tay cầm kiếm thiên ma bước ra từ trong phòng. Một kẻ chết, không cần biết nhiều như vậy. Con mắt của Diệp Bắc Minh lạnh lùng ác nghiệt, kiếm thiên ma không chút do dự chém về phía đầu hắn ta. Đừng! Bàng Sát gần như hét lên, sợ đến mức mắt muốn lồi ra, cứu tao. Bọn mày mau cứu tao đi. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn qua. Hai tên đồng bọn căn bản không dám nhúc nhích. Ngay khi kiếm thiên ma sắp chém đứt đầu Bàng Sát, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Ông ta giơ tay nắm lấy kiếm thiên ma. Bất động như núi. Chính là một trong hai lão giả cảnh giới thần quân đỉnh phong vừa ngăn cản Bàng Sát. Bàng Sát thấy người này thì ngay lập tức điên cuồng gào thét, tiền bối, cứu mạng. Tên nhóc này muốn giết tôi, mau giết hắn đi. Nhóc con, lão phu vừa mới cảnh cáo cậu, trên tinh thuyền cấm động thủ. Mắt lão giả âm trầm, cậu coi lời lão phu là gió thoảng bên tai sao. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh lùng, hắn xông vào phòng tôi, muốn giết tôi trước. Chẳng lẽ tôi không thể ra tay tự vệ? Lão giả cười khẩy một tiếng, lão phu thấy cậu muốn giết người, mà không thấy hắn xông vào phòng cậu hành hung. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng lẽ tôi tự dùng kiếm khí phá hủy phòng mình, rồi lại vụ oan giá họa cho người này? Nhóc con, ý cậu là, tôi nói sai rồi. Lão giả cười đầy ẩn ý. Một luồng sát ý lạnh lẽo ép tới. Khóa chặt Diệp Bắc Minh. Một mối đe dọa không chút che giấu. Trước khi lên tinh thuyền, ông ta dùng chiêu này để bịt miệng Bàng Sát. Lúc này, ông ta sử dụng với Diệp Bắc Minh. Đồ khốn, mắt ông mù rồi à? Diệp Bắc Minh tức giận cực độ, anh biết lão già đang ba phải. Thái độ này còn khiến người ta tức giận và buồn nôn hơn cả việc thiên vị bất kỳ bên nào. Cậu nói cái gì cơ? Lão già hơi sừng sốt. Cả thế giới trong nháy mắt trở nên yên lặng, các tu võ giả xung quanh đều hóa đá. Có nằm mơ cũng không ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại gan dạ đến mức dám mắng chửi trưởng lão trên tinh thuyền.
Giây tiếp theo, sắc mặt lão già trở nên cực kỳ khó coi, nhóc con, nhục mạ người phụ trách tinh thuyền, theo luật phải giết. Tôi thấy cậu thật sự sống chán rồi. Ông ta đang định ra tay. Đột nhiên, một giọng nữ uy nghiêm vang lên, Lưu trưởng lão, làm vậy không đúng đâu nhỉ. Lão già dừng tay giữa không trung, thân thể run lên, chẳng lẽ là... Thậm chí là đan điền. Gần như bị dược lực xé nát. Thần hồn của Diệp Bắc Minh không nhịn được thầm quát, chết tiệt. Thân thể cũng theo đó hét lên, chết tiệt. A, à, chết tiệt. Nghê Hoàng nuốt nước miếng, mở to đôi mắt đẹp vừa kinh sợ vừa vui mừng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến tận mang tai, Diệp đại ca. Chúng ta có phải, hơi nhanh quá không? Anh vô thức quay đầu lại. Những người ở hành lang nhường ra một lối đi. Đứng ở cuối đường là một người phụ nữ tỏa ra ánh sáng thần kỳ, cô ấy chỉ đứng ở đó thôi cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Giây phút nhìn thấy người phụ nữ đó. Máu trong người Diệp Bắc Minh sôi sục, anh kinh ngạc hỏi, tiểu tháp. Sao vậy, khí huyết trong người tôi vậy mà lại có phản ứng? Thần niệm của tháp càn khôn chấn ngục quét qua, tên nhóc, thể chất của người phụ nữ này rất mạnh. Là thần thể trong truyền thuyết. Thần thể. Diệp Bắc Minh khẽ động. Hỗn độn thể ư? Không phải, hỗn độn thể không dễ gặp vậy đâu. Tháp Diệp Bắc Minh muốn lườm anh một cái, đáng tiếc không làm được, võ giả tu dành tới cảnh giới chân thần mới có thể ngưng tụ thần thể. Loại người có thần thể bẩm sinh này, về cơ bản khi sinh ra đã có cảnh giới chân thần. Bọn họ tu võ, không phải bắt đầu từ võ giả, gần như bỏ qua tất cả cảnh các cảnh giới trước đó. Trực tiếp bắt đầu từ cảnh giới chân thần. Vãi xít. Diệp Bắc Minh không nhịn được mà chửi thề, anh thật sự chấn kinh. Vừa mới ra đời đã là cảnh giới chân thần, tôi đến bây giờ mới là cảnh giới thần hoàng đấy. Vậy chẳng phải những người sở hữu thần thể, chỉ cần tăng lên ba cảnh giới là lên thần hoàng rồi. Đúng vậy. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tháp càn khôn chấn ngục, khóe miệng Diệp Bắc Minh khẽ giật. Biết bao nhiêu võ giả cả đời cũng không đạt đến cảnh giới chân thần ấy. Mà lại có những người vừa sinh ra đã ở cảnh giới đó rồi, đúng là tức chết đi mà. Đột nhiên, tháp càn khôn chấn ngục kinh ngạc, con mẹ nó, thằng nhóc cậu vận khí tốt thật đấy. Sao vậy? Diệp Bắc Minh ngây ra, tiểu tháp, ông không phải vẫn luôn thận trọng sao? Sao cũng có lúc ngạc nhiên đến vậy? Tháp càn khôn chấn ngục không tin được mà nói, thằng nhóc, trên chiếc thuyền này có một hỗn độn thể. Cái gì? Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc, thật hay giả vậy? Vận may của tôi tốt thế à? Đại tiểu thư, sao cô lại đến đây? Lưu trưởng lão thầm kêu lên. Sau đó trừng mắt với người bên cạnh cô gái một cái. Người bên cạnh cũng không biết làm sao, trong lòng không biết tại sao tiểu thư lại xuất hiện trên con thuyền này. Cô gái liếc mắt sang bàng sát bên cạnh, rất rõ ràng, vị công tử này đem người xông vào nơi người khác ở, đối phương bị buộc phải ra tay tự vệ. Lưu trưởng lão, thái độ nhân nhượng cho khỏi phiền này của ông. Quả thực có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu tin tức truyền ra ngoài, ai còn dám ngồi lên thuyền của vương gia chúng ta nữa? Lưu trưởng lão bị dọa đến ngã ngồi ra đất, mồ hôi rơi như mưa, đại tiểu thư, là lỗi của tôi, xin cô cho tôi một cơ hội. Mọi người đều sững sờ. Đường đường là cảnh giới thần quân đỉnh phong, vậy mà lại bị một cô gái dọa cho quỳ xuống. Đây là ai? Đại tiểu thư, vương gia. Lẽ nào là đại tiểu thư của vương gia ở thiên giới đảo? Con mẹ nó, khó trách khí tức lại mạnh mẽ như vậy. Đám đông tặc lưỡi. Ánh mắt họ dán chặt vào cô gái, loại nhân vật lớn cỡ này, cho dù họ có đủ tư cách lên thiên giới đảo cũng chưa chắc đã có tư cách nhìn mặt một lần. Mà bây giờ, lại xuất hiện trên con thuyền này, đúng là làm cho người ta kinh động mà. Người đâu, mang Lưu trưởng lão xuống, xử theo quy định. Người phụ nữ không chút thương xót. Lại quét mắt qua bảng sát một cái, người này dám ra tay trên thuyền, theo quy định. Giết! Hai người còn lại là đồng phạm, mặc dù không ra tay nhưng cũng cùng một tội. Đừng mà! Hai tên bạn đồng hành của bảng sát sợ hãi ngã xuống đất. Bảng sát vành mắt đỏ hoe, gầm giọng hét lên, tiện nhân. Muốn giết tao ư, mày dám giết tao. Muốn chết, lại dám nhục mạ đại tiểu thư. Người phụ nữ phía sau hai người đàn ông trung niên tiến lên một bước. Trực tiếp bóp nát miệng bằng sát. Phế đi đan diền của hắn ta. Sau đó kéo xuống như một con chó chết. Đôi mặt đẹp của cô gái quay lại liếc nhìn Diệp Bắc Minh, còn về vị công tử này. Tôi tên là Vương Quỳnh, dám hỏi đại danh của anh. Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không.
Vương Quỳnh có chút ngạc nhiên. Thông thường, thanh niên trẻ gặp cô ta đều sẽ rất kích động và giới thiệu bản thân một cách dài dòng. Giống như người trước mặt này, chỉ nói tên mình, vẫn là lần đầu tiên gặp. Được. Vương Quỳnh gật đầu, anh Diệp, việc này anh không có lỗi. Phòng bị hỏng, tôi cho người giúp anh đổi một phòng VIP khác. Chuyện lần này, là do Vương gia không xử lý tốt, xin lỗi anh. Con mẹ nó. Đám người vây quanh ngơ ngác, nhao nhao giơ ngón tay cái lên, Vương đại tiểu thư đúng là người làm việc lớn. Không hổ là đại tiểu thư của Vương gia, IQ cao vãi. Đã nói đến mức này thì ba người bảng sát chắc chắn phải chết. Anh gật đầu, được. Tốt. Vương Quỳnh phun ra một chữ, nhanh chóng biến mất. Ôi, phòng to quá. Nghe Hoàng nhìn căn phòng trước mặt, thật sự choáng váng. Điều đáng kinh ngạc nhất là, căn phòng vậy mà lại có một đài võ đạo. Không sai. Chính là một đài võ đạo. Tôi xem qua thì nơi này có mười mấy phòng, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Cô Nghê có thể chọn bất kỳ phòng nào để ở lại, Diệp Bắc Minh nói. Nghê Hoàng thấp giọng ẩm bẩm, nơi này tuy rằng rộng rãi, nhưng cũng không tốt bằng gian phòng chỉ có một cái giường kia. Cô Nghê cô nói gì? Không, không có gì, khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Hoàng đỏ bừng. Diệp Bắc Minh không để ý tới, lập tức truyền âm, tiểu tháp, thể hỗn độn kia ở đâu? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, tôi đã khóa vị trí của cô ta lại, ở trong một đại sảnh trên tầng cao nhất của phi thuyền. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, anh Diệp, cô Nghê, hai người nghỉ ngơi chưa? Mời vào. Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên đứng ở cửa với gương mặt tươi cười, cô chủ nhà tôi rất xin lỗi về chuyện vừa rồi. Tình cờ có một bữa tiệc ở đại sảnh trên đỉnh phi thuyền. Có rất nhiều người từ các không gian khác nhau đang chuẩn bị tham gia cuộc thi thiên giới đảo, nếu hai người có hứng thú thì có thể đi xem một chút. Nhóc con, chính là ở nơi đó. Đi. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại vang lên. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, được, dẫn đường đi. Xin vui lòng đi theo tôi. Người đàn ông trung niên gật đầu rồi dẫn hai người lên đỉnh phi thuyền. Cậu Diệp, cô Nghê, tôi không có tư cách tiến vào, mọi người tự mình đi vào thôi. Người đàn ông trung niên chỉ vào cánh cửa trước mặt mà nói. Diệp Bắc Minh thờ ơ gật đầu, cất bước đi vào trong. Không gian trước mặt chợt trở nên sáng rỡ. Hội trường cực kỳ rộng lớn, đại khái có hơn 3.000 người. Tại khoảnh khắc Diệp Bắc Minh tiến vào hội trường, rất nhiều cặp mắt đều nhìn về phía anh. Cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, bản nguyên sơ kỳ. Cảnh giới thấp như vậy sao lại có tư cách vào đây, nhiều người cau mày bàn tán. Cảnh giới quá thấp, lập tức mất đi hứng thú. Nhóc con, thể hỗn độn ở bên kia. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, đi theo thanh âm của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Một cô gái trẻ đang ngồi trong đám đông, trò chuyện và cười đùa với Vương Quỳnh. Bên cạnh là một đám nam nữ thanh niên khiến họ trông giống như mặt trăng được vây quanh bởi các vì tinh tú khiến họ càng thêm nổi bật, cơ hồ để là cảnh giới thần quân trung kỳ trở lên. Thậm chí, một vài người trong số đó đã đạt tới thần quân hậu kỳ. Diệp Bắc Minh hưng phấn tiến lên đẩy đám người ra xa, nhìn chằm chằm vào cô gái mang thể hỗn độn thể, cô gái, tôi cần 7 giọt máu thuần của cô. Bất luận cô ra điều kiện gì, chỉ cần Diệp Bắc Minh tôi có thể làm được đều sẽ thực hiện cho cô. Chỉ cần có được máu thuần của thể hỗn độn, 7 vị sư tỷ có thể lập tức khôi phục lại thân xác bằng xương bằng thịt của mình. Sao anh có thể không kích động đây? Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Bầu không khí yến tiệc lập tức trở nên yên lặng, vô số ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này từ đâu chui ra vậy? Sao hắn dám nói ra những lời vô lễ như vậy? Một bóng người bước lên phía trước, một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát, thứ gì vậy? Chỉ là một tên thần hoàng cảnh mà dám xúc phạm cô Y Thủy. Cút ra ngoài. Một cỗ uy áp thần quân cảnh trung kỳ ập tới. Một bàn tay thon dài hoàn mỹ, kèm theo uy áp vung về phía gò má của Diệp Bắc Minh. Sát phạt quả quyết, không chút lưu tình. Nếu Diệp Bắc Minh thật sự chỉ có lực lượng thần hoàng cảnh, một cái tát này chắc chắn sẽ khiến anh phải chết. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên một tia lạnh lùng, anh thừa nhận mình hơi lỗ mãng. Tội không đáng chết chứ. Con gái nhà người ta còn chưa nói gì, tên này đã muốn giết mình. Thứ gì vậy? Anh không khách khí chút nào giơ tay chộp về phía bàn tay hoàn mỹ kia. Muốn chết à? Thanh niên thấy Diệp Bắc Minh còn dám ra tay chống cự, lực lượng tăng thêm 3 phần, trực tiếp vỗ về phía đầu Diệp Bắc Minh. Rắc, một tiếng vang giòn. Mẹ kiếp,
Một màn khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra. Diệp Bắc Minh lại nắm lấy cổ tay của thanh niên, trực tiếp bẻ gãy. Bàn tay hoàn mỹ kia lộ ra xương trắng, một mảng thịt máu mơ hồ. A! À, thanh niên kêu thảm một tiếng, giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nhóc con, mày to gan lắm, dám đả thương tao. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, chẳng phải mày chỉ muốn thể hiện trước một đám phụ nữ sao? Muốn lấy tao làm bàn đạp để giả ngầu chứ gì? Cũng không nhìn xem, bản thân mình có năng lực đó không? ABG vạch trần không khách khí chút nào. Một cái tát vang dội. Xì. Các thanh niên nam nữ trong hội trường đều hít vào một hơi lạnh, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này là ai vậy? Dám nói chuyện với Trần Cảnh Hiên như vậy? Cũng có người bày ra sắc mặt nghiêm trọng, tôi lại rất tò mò về sức chống đỡ thân thể của hắn, chỉ là thần hoàng cảnh mà lại có thể sánh ngang với thần quân cảnh. Chẳng lẽ là một luyện thể giả từ thời thượng cổ? Luyện thể giả? Mọi người sửng sốt. Luyện thể giả không coi trọng võ kỹ chiêu số, cũng không nghiên cứu thiên địa pháp tắc. Họ chỉ làm một việc, theo đuổi sức chống đỡ của thân thể. Theo đuổi một quyền đánh sụp núi sông. Một quyền đấm thủng hư không. Một quyền hủy diệt pháp tắc. Ngay cả Vương Quỳnh, người vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh thiếu nữ hỗn độn thể, cũng ngẩn người một chút, chẳng lẽ tên nhóc này thật sự là luyện thể giả? Mày! Trần Cảnh Hiên nghiến chặt răng, tức giận đến mức phổi suýt nổ tung. Tuy lời Diệp Bắc Minh nói không sai, nhưng bị người khác nói ra như vậy trước mặt mọi người, anh ta suýt chết vì xấu hổ phẫn nộ. Hoàn toàn nổi giận, mày muốn chết à? Bốp! Một tiếng giòn tan vang lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Trưởng khởi, trưởng rơi. Trần Cảnh Hiên trực tiếp bay ra ngoài đâm sập hơn chục cái bàn, rượu thức ăn đổ đầy người, thảm hại nằm trong một đống đổ nát. Diệp Bắc Minh lại tiến lên một bước, dày hồi lực dẫm lên đầu Trần Cảnh Hiên, mày thật sự muốn giết tao sao? Một cỗ lạnh lẽo khóa chặt lấy anh ta. Giây phút này, Trần Cảnh Hiên hoàn toàn khiếp sợ. Anh ta không hề nghĩ tới, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh, chỉ cần anh ta còn dám nói thêm một câu nữa thì đầu mình thật sự sẽ bị một cước dẫm nát. Công tử, Diệp công tử, tôi không có. Là không có, hay là, không dám. Giọng nói vô cảm vang lên. Trái tim của tất cả mọi người có mặt, không nhịn được run rẩy một chút. Không có, cũng không dám. Trần Cảnh Hiên hoàn toàn bị dọa sợ, điên cuồng cầu xin tha thứ. Diệp công tử, tôi sai rồi. Xin lỗi, tôi không nên giả ngầu. Hu hu hu, đừng giết tôi. Trần Cảnh Hiên khóc lóc thảm thiết. Đôi mắt Diệp Bắc Minh khẽ nheo lại, xin lỗi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Trên tinh tuyển có quy củ, anh vô cớ ra tay giết tôi, cho dù tôi giết anh cũng không cần chịu trách nhiệm. Sát ý ngưng tụ. Đừng. Trần Cảnh Hiên hoàn toàn hoảng loạn. Đây rốt cuộc là người gì vậy? Những thanh niên nam nữ khác trong hội trường cũng đều sửng sốt, tên nhóc này quá liều lĩnh rồi. Họ hoàn toàn không nghi ngờ Diệp Bắc Minh thật sự dám giết chết Trần Cảnh Hiên trước mặt mọi người. Diệp công tử, khoan đã. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Vương Quỳnh chậm rãi đứng dậy, Diệp công tử, cho tôi một chút mặt mũi được không? Trần công tử đã bị dọa sợ vỡ mật, hắn cũng biết mình sai rồi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hơn nữa mỗi đời nhà họ Trần đều có người được các tông môn trên đảo Thiên Giai tuyển chọn lên đảo, anh giết hắn chỉ có hại chứ không có lợi cho bản thân. Cô ta hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở. Nếu Diệp Bắc Minh giết Trần Cảnh Hiên, chỉ sợ con đường phía trước sẽ trở nên hẹp hơn. Sát ý của Diệp Bắc Minh hơi thu lại một chút. Đang định nể mặt Vương Quỳnh. Ha 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 ha. Trần Cảnh Hiên cảm nhận được sát ý của Diệp Bắc Minh biến mất, thế mà lại còn cười lên. Tên nhóc này chắc chắn là sợ thực lực của nhà họ Trần. Nếu tên nhóc này sợ nhà họ Trần, thì anh ta còn có gì phải sợ nữa chứ? Nhóc con, tao biết mày không dám giết tao mà. Ha ha, tao đánh không lại mày, không phải đối thủ của mày. Nhưng thì sao chứ? Thế lực nhà họ Trần tao rất lớn, gần như mỗi đời đều có nhiều người lên được đảo Thiên Giai. Mày chỉ là một tên luyện thể giả từ xó xỉnh nào đó mà dám đối địch với tao sao? Nói xong, Trần Cảnh Hiên càng lúc càng đắc ý. Chúng ta từ từ chơi, tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là sợ hãi. Còn không bỏ cái chân thối của mày ra. Một tiếng gầm giận dữ. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Không ai ngờ Trần Cảnh Hiên vừa mới cầu xin tha thứ, đột nhiên như phát điên lên vậy. Hai, Vương Quỳnh bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tự làm tự chịu, không thể sống được.
Cô ta đã cố gắng hết sức rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói xong chưa? Trần Cảnh Hiên giật mình, sao tên nhóc này không sợ, mày có ý gì? Còn không mau thả tao ra. Phụt, một tiếng động nhẹ vang lên, đầu của Trần Cảnh Hiên nổ tung như quả dưa hấu. Thần hồn tan biến tại chỗ. Hành động của Diệp Bắc Minh khiến tất cả mọi người trong hội trường đều sợ ngây người. Vương Quỳnh chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu, người đâu, thu dọn thi thể Trần công tử cho tốt, đưa về cho nhà họ Trần. Một nhóm người lập tức tiến lên, dọn dẹp hội trường sạch sẽ tinh tươm. Ngoài mùi máu tanh nhẹ thoang thoảng trong không khí, dường như mọi thứ chưa từng xảy ra. Điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Diệp Bắc Minh đều thay đổi. Từ vẻ khinh thường ban đầu, biến thành kính sợ. Diệp Bắc Minh phớt lờ phản ứng của mọi người, một lần nữa đến trước mặt cô gái hỗn độn thể. Cô gái, tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự rất cần 7 giọt tinh huyết của cô. Anh! Cô gái thể chất hỗn độn trợn to đôi mắt đẹp, má phồng lên. Hơi tức giận quát khẽ, anh thật vô lễ quá. Nếu tôi không cho, chẳng lẽ anh định giết tôi sao? Phía sau Sở Y Thủy, hai lão giả cảnh giới thần quân đỉnh phong bước ra chắn trước mặt cô ta. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Phòng ngừa tên điên này đột nhiên ra tay. Diệp Bắc Minh hơi ngượng ngùng, lắc đầu, thật sự không đến mức đó. Chúng ta có thể trao đổi mà. Cô cần gì, tôi có thể cho cô. Cô gái thể chất hỗn độn lắc đầu, tôi không cần gì cả, tạm biệt. Cô ta đứng dậy nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh hơi bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Sở Y Thủy rời đi, Vương Quỳnh cười nhạt, Diệp công tử, cách tán tỉnh này của anh quá ngây thơ rồi đấy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô nghĩ nhiều quá, tôi không có hứng thú với cô ấy. Ha ha, Vương Quỳnh cười duyên, tiểu công chúa nhà họ Sở không thể thu võ, đến giờ vẫn chỉ là một người bình thường. Hai vị trưởng lão cảnh giới thần quân đỉnh phong bên cạnh cô ấy, chính là do nhà họ Sở phái đến bảo vệ cô ấy. Thực lực của Diệp công tử không tệ, hẳn là một luyện thể giả đúng không? Tại sao Diệp công tử đột nhiên tán tỉnh tiểu công chúa nhà họ Sở vậy? Chẳng lẽ là để dựa dẫm vào thế lực khổng lồ của nhà họ Sở sao? Vương Quỳnh nói thẳng thắn không chút khách khí. Nhưng Diệp Bắc Minh lại tỏ ra rất kinh ngạc, cô ấy không biết võ đạo ư. Trong hội trường, một tu võ giả bên cạnh thản nhiên lên tiếng, cả thế giới bản nguyên này ai mà không biết tiểu công chúa nhà họ Sở không biết võ đạo chứ? Nhưng lại là báu vật trong lòng bàn tay của cả nhà họ Sở. Đúng vậy, cô Y Thủy có vấn đề về thân thể, bẩm sinh không thể tu võ. Đáng tiếc, một cô gái tốt như vậy, đoan trang hào phóng, ông trời quá tàn nhẫn với cô ấy. Mọi người đều lắc đầu. Vương Quỳnh liếc nhìn Nghê Hoàng bên cạnh, Diệp công tử, bên cạnh anh đã có một mỹ nữ rồi, đừng có chân trong chân ngoài như vậy nữa chứ. Bọn họ không biết thì không nói, chẳng lẽ cô thật sự không biết hay giả vờ không biết. Diệp Bắc Minh cười mỉa. Sở Y Thủy có thể chất hỗn độn, sao có thể không biết võ đạo chứ? Loại thể chất này, còn đáng sợ hơn cả thần thể của Vương Quỳnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục liếc mắt một cái đã nhìn ra, Sở Y Thủy bây giờ có thực lực thần quân đỉnh phong. Còn kinh khủng hơn cả hai lão giả bên cạnh. Vương Quỳnh và Sở Y Thủy thân thiết như vậy, lại không biết ư. Tuyệt đối không thể nào. Đôi mắt Vương Quỳnh dao động, chẳng lẽ tên nhóc này nhìn ra điều gì rồi? Nhưng bề ngoài vẫn bình thản, ha ha, Diệp công tử, anh đang nói gì vậy? Diệp Bắc Minh hơi bất đắc dĩ, không muốn đánh đố với Vương Quỳnh nữa. Trực tiếp nói ra một câu, nghe nói người bẩm sinh mang thần thể, vừa sinh ra đã có thực lực chân thần cảnh. Cô Vương có cho rằng chuyện này là thật không? Câu nói vừa thốt ra. Sắc mặt Vương Quỳnh trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng, anh có ý gì? Diệp Bắc Minh cười nói. Chỉ cho phép cô đoán tôi là luyện thể giả, nhưng lại không cho phép tôi đoán cô là thần thể bẩm sinh à. Ha ha ha, mấy người thế lực lớn các cô thật là thú vị. Khi bàn luận về người khác thì hùng hồn lắm, ra vẻ nhẹ nhàng thản nhiên, vậy mà nói đến bản thân thì lại nóng nảy lên rồi. Mọi người trong hội trường đều kinh ngạc. Trời ơi, cô Vương là thần thể bẩm sinh ư. Thật hay giả vậy? Vô số ánh mắt nóng hừng hực. Thần thể bẩm sinh, hiếm có trên đời mà. Nhìn phản ứng của Vương Quỳnh, có lẽ là thật. Anh! Trong lòng Vương Quỳnh bốc lên một tia lửa giận, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh vài giây rồi lại khôi phục vẻ bình thản. Ha ha, Diệp công tử đúng là biết đùa mà. Diệp Bắc Minh lắc đầu, là cô đùa trước đấy. Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi. Hoàng Nhi!
Đôi mắt đẹp của Nghê Hoàng lóe lên tia vui mừng kinh ngạc, nhanh chóng theo sau Diệp Bắc Minh rời đi. Vương Quỳnh lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, trong nửa canh giờ, tôi muốn biết tất cả thông tin về anh ta. Nửa canh giờ sau, Vương Quỳnh ngồi trong một đại sảnh xa hoa, trước bàn gỗ mun. Tay cầm một tập tài liệu, Tinh vực man hoang, đại lục hỗn độn. Nghê Hoàng, Mị tộc, thần quốc hỗn độn, đến từ một đại lục xa xôi như vậy sao? Một lão giả áo xám quỳ trên mặt đất. Cúi đầu trả lời, bẩm đại tiểu thư, đúng vậy ạ. Thời gian không đủ, thông tin cụ thể của tên nhóc này vẫn chưa tra ra được. Nhưng đã có thể xác định, hắn tuyệt đối là người của đại lục hỗn độn. Hơn nữa, năm đó vật ngoài trời kia nghi ngờ lọt đến đại lục hỗn độn, có người đến đó thăm dò nhưng không thu được gì. Tức giận diệt luôn mấy chủng tộc. Giọng nói của lão giả rất bình tĩnh. Dường như mấy chủng tộc bị diệt chẳng khác gì con kiến. Nói đến vật ngoài trời, Vương Quỳnh lập tức hứng thú, An lão, vật đó có thật sự tồn tại không? Lão giả áo xám lắc đầu, cái đó thì không biết. Chỉ là theo lời đồn thì vật này tồn tại, nó là một tòa cổ tháp vô thượng do người sáng thế để lại. Đại tiểu thư, thứ này hư vô mờ mịt, biết đâu chỉ là ai đó bịa ra thôi. Chính là để cho các thế lực lớn ở đảo Thiên Giai giành nhau đến chết, lúc đó tòa cổ tháp vô thượng kia bị nghi ngờ xuất hiện ở hàng chục đại lục. Cho dù không tìm ra, cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Đại lục hỗn độn còn tính là may mắn đấy. Không bị diệt chủng, ha ha. Lão giả áo xám cười đùa, hơn nữa, nhà họ Sở là kẻ đứng sau lớn nhất lúc đó, trong mấy chục đại lục bị hủy diệt ít nhất phân nửa là do nhà họ Sở làm. Vương Quỳnh hơi nhíu mày. Ai mà biết được, trên đảo Thiên Giai mà vô số người mơ ước lại ẩn giấu bóng tối như vậy. Một căn phòng khác, hơn trăm bóng người tụ tập lại với nhau. Mỗi người quỳ một gối, trên đầu buộc băng trắng. Phía trước mỗi người, đều đặt một bài vị. Bài vị tỷ người của đại lục Thanh Vân. Bài vị tỷ người của đại lục Càn Khôn. Bài vị tỷ người của đại lục Khôn Thiên. Mỗi bài vị, đều đẫm máu. Các vị, chủng tộc của chúng ta bị hủy diệt, cả đại lục sụp đổ, hóa thành một mảnh đất chết. Tất cả đều là vì nhà họ Sở kia, bọn chúng tàn sát tùy ý, điên cuồng diệt tộc. Hôm nay Sở Y Thủy đang ở trên con tinh thuyền này. Sẽ là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, hận thù không thể xóa nhòa, tại sao nhà họ Sở lại sống tốt đến vậy? Bọn chúng ở trên đảo Thiên Giai cao cao tại thượng. Lão giả nói chuyện gầm lên giận dữ, còn chúng ta như những xác sống chỉ có hận thù vô tận trong lòng. Hôm nay, chúng ta sẽ chém giết Sở Y Thủy, vì báo thù cho tộc nhân của mình. Giết, giết, giết. Hơn trăm người thấp giọng gào thét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.